Bất bại chiến thần, vạn thế chiến thần, Dương Thanh. Tập 3. Sâm Ba cúi đầu khuất phục. Sâm Ba cũng được coi là một người đàn ông đích thực, tay gãy đau tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vẫn không kêu rên gì. Hùng Bác Nhân kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Để trả thù Dương Thanh, ông ta đã quyết tâm bỏ ra 5 triệu để mời vua quyền Anh Châu Phi ra tay. Thế nhưng chỉ với một đấm của tên đàn em bên cạnh Dương Thanh, Sâm Ba đã bị đánh gãy tay. Sao có thể như vậy? Ông ta chuẩn bị xong hết thảy, muốn cho Dương Thanh tận mắt chứng kiến vợ mình bị người ta làm nhục. Kịch hay còn chưa bắt đầu sao có thể kết thúc nhanh vậy được? Dương Thanh đi tới bên cạnh Tần Thanh Tâm kiểm tra một lượt, thấy cô chỉ đang nằm ngủ, anh mới yên tâm bế cô lên rời đi. Cậu đứng lại cho tôi, Hùng Bác Nhân thấy anh định rời khỏi liền nổi giận gào lên. Ông muốn chết hả? Mã Siêu quay người lại chuẩn bị xử lý Hùng Bác Nhân. Mã Siêu, Dương Thanh đột nhiên quát. Hùng Bác Nhân thấy thế liền phá lên cười, mày chỉ là thằng con rể vô dụng của một gia tộc thấp kém mà thôi, cho dù có một thằng đàn em giỏi đánh đấm cũng không thể thay đổi sự thật mày chỉ là con sâu cái kiến. Tao là con trai trưởng của nhà họ Hùng, tương lai sẽ là người thừa kế của nhà họ Hùng. Đối với tao, giết mày chỉ như một trò chơi, mày không dám động đến tao. Vậy sao? Dương Thanh mỉm cười nói, xem ra ông vẫn rất kiêu ngạo với thân phận của mình. Nếu tôi hủy diệt nhà họ Hùng, liệu ông có còn kiêu ngạo được như bây giờ nữa không? Ha ha, nực cười, quá nực cười, mày tưởng mình là ông trời thật sao? Muốn hủy diệt nhà họ Hùng, cho dù là nhà họ Tô cũng không dám nói ra những lời như vậy đâu, Hùng Bác Nhân như vừa nghe được chuyện cười, cất tiếng cười lớn. Dương Thanh bất lực lắc đầu, ông không biết mình đã đắc tội với ai, đúng là đáng thương thay cho ông. Hùng Bác Nhân nghe vậy càng cười điên cuồng. Mày tưởng chỉ cần có đàn em giỏi đánh đấm là có thể hủy diệt được nhà họ Hùng sao? Tao đã điều tra lai lịch của mày rồi, chỉ là một thằng lính quèn đã giải ngũ mà lại tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn. Dương Thanh cũng không giải thích, chỉ nở nụ cười quái dị rồi quay người định rời khỏi. Mày cho rằng tao chỉ chuẩn bị có vậy thôi sao? Hùng Bác Văn cười lạnh một tiếng rồi chợt rút ra một khẩu súng lục câu ở bên hông. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Dương Thanh. Sắc mặt của Dương Thanh tối sầm lại. Anh vốn không định làm gì nhà họ Hùng, nhưng sự khiêu khích của Hùng Bác Nhân khiến anh rất tức giận. Tao thừa nhận đã xem thường mày, không ngờ mày lại có thằng đàn em lợi hại như vậy. Đến cả vua quyền Anh Châu Phi mà tao dùng giá cao mời về cũng không phải là đối thủ của nó. Cầm vũ khí trong tay, Hùng Bác Nhân bình tĩnh hơn rất nhiều, ông ta nở nụ cười tự tin như lúc trước, nhưng giỏi đánh đấm thì đã sao? Chắc mày không mơ là tao bắn trượt ở khoảng cách gần thế này đâu nhỉ? Dương Thanh nheo mắt cười, ông nói sai rồi. Cậu ấy không phải đàn em, mà là anh em của tôi. Nhưng ông đã nói đúng một điều, ông thật sự không thể bắn chúng tôi. Con mẹ nó đừng nói vớ vẩn nữa. Hùng Bác Nhân tức giận nói tục, bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là mày thả Tần Thanh Tâm xuống, để Sâm Ba làm nhục cô ta rồi tao sẽ thả bọn mày đi, hai là tao nổ súng bắn chết mày. Dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh khiến ông ta cảm thấy áp lực. Đối với ông ta, đây chính là một sự sỉ nhục. Mặc dù ông ta rất muốn giết Dương Thanh nhưng không muốn để anh chết dễ dàng như vậy. Ông ta muốn Dương Thanh phải bị dày vò lương tâm sống không bằng chết. Nếu đã vậy, tôi cũng cho ông hai sự lựa chọn, một là ông bỏ súng xuống, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hai là ông có thể nổ súng. Nhưng chỉ cần không giết được tôi, ông sẽ được tận mắt chứng kiến nhà họ Hùng sụp đổ. Đúng là ngông cuồng, Hùng Bác Nhân bị chọc cho tức điên. Ông ta chưa từng mất bình tĩnh như vậy ở trước mặt người ngoài. Ngón trỏ của ông ta khẽ nhúc nhích, ngay khi ông ta định bóp cò, bỗng trên cổ truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Sâm Ba. Hùng Bác Nhân giật mình kinh hãi. Không biết từ bao giờ, con dao sắc bén trong tay Sâm Ba đã kề trên cổ ông ta. Điều này khiến cả Dương Thanh và Mã Siêu đều không thể ngờ tới. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Hùng Bác Nhân giận tát mặt. Ông không giết được anh ta đâu. Nếu ông nổ súng, có lẽ tôi sẽ phải chết cùng, nhưng tôi vẫn còn muốn sống. Sâm Ba nói tiếng Chiêu Châu rất chuẩn. Cậu điên rồi. Hùng Bác Nhân thẹn quá hóa giận, cảm thấy Sâm Ba đang sỉ nhục mình, ở khoảng cách gần như vậy, sao tôi lại không giết nổi cậu ta? Sâm Ba thản nhiên nói, khí thế của anh ta rất mạnh mẽ, đến cả thầy của tôi cũng không mạnh như thế. Một khi ông nổ súng,
anh ta sẽ lập tức lấy mạng ông. Tôi là nhân chứng duy nhất, rất có thể sẽ bị anh ta giết người diệt khẩu. Con mẹ nó, cậu là thằng đần. Cho dù có mạnh đến mức nào cũng đâu thể tránh được đạn, Hùng Bác Nhân giận dữ gào lên. Bởi vì quá kích động nên cơ thể ông ta run rẩy, vô tình chạm cổ vào lưỡi dao, máu tươi lập tức túa ra. Ông không hiểu bọn họ mạnh đến mức nào đâu. Bỏ súng xuống đi, Sâm Ba bình tĩnh nói. Dương Thanh cảm thấy hứng thú nhìn Sâm Ba, tay bị đánh gãy nhưng không kêu lên một tiếng. Rõ ràng anh không hề ra tay nhưng gã vẫn cảm nhận được khí thế của mình, rất thú vị. Sâm Ba, chỉ cần cậu bỏ dao xuống, để tôi giết hết bọn họ, tôi sẽ cho cậu 10 triệu. Hùng Bác Nhân thấy Sâm Ba kiên định như vậy, muốn dùng tiền dụ dỗ đối phương. Thế nhưng ông ta đã xem thường khát vọng sống của Sâm Ba. Anh ta dứt khoát lắc đầu nói, cho dù cho tôi 1 tỷ, tôi cũng không cần. Tôi không muốn có tiền nhưng không còn mạng để tiêu. Chẳng lẽ cậu không sợ sau khi bọn họ rời đi, nhà họ Hùng cũng không tha cho cậu sao? Hùng Bác Nhân uy hiếp. Dường như Sâm Ba đã bị lời uy hiếp của ông ta làm dao động, vẻ mặt hơi do dự. Nhưng thấy dạng vẻ bình tĩnh xem kịch của Dương Thanh, anh ta vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Nếu ông đã bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Ông chết rồi cũng không ai biết người giết ông là ai, Sâm Ba nói xong liền dùng sức dí dao vào cổ Hùng Bác Nhân. Cảm nhận được vết thương trên cổ ngày càng sâu, Hùng Bác Nhân vội gào lên, tôi nghe cậu. Keng! Một tiếng động chói tai vang lên, con dao trong tay Sâm Ba bị một chai rượu chưa mở nắp đánh bật ra ngoài. Đồng thời, Mã Siêu cũng cướp được khẩu súng trong tay Hùng Bác Nhân. Tất cả mọi chuyện đều xảy trong tích tắc, Hùng Bác Nhân thấy cổ đau nhói, chỉ cần con dao cứa vào thêm một chút, ông ta sẽ mất mạng. Vết thương trên cổ ông ta vẫn đang không ngừng chảy máu. Sâm Ba cũng vô cùng hoảng sợ, gã chưa kịp nhìn thấy gì thì con dao đã bị đánh bật khỏi tay mình. Còn khẩu súng lục của Hùng Bác Nhân bị Mã Siêu cướp được như thế nào, gã cũng không hề hay biết. Toàn thân Sâm Ba ướt đẫm mồ hôi, thấy Dương Thanh tươi cười nhìn mình, gã lại càng sợ hãi. Gã dám chắc nếu người đàn ông này muốn lấy mạng mình thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao? Dương Thanh chợt lên tiếng hỏi Sâm Ba. Lúc này, Sâm Ba mới bừng tỉnh, vội vàng lùi về sau cúi đầu nói, tôi chỉ muốn sống. Được. Tôi hy vọng cậu có thể quên hết mọi chuyện đã xảy ra trong tối nay. Nếu không, tôi không ngại giúp cậu quên đâu, mặc dù Dương Thanh đang cười nhưng Sâm Ba vẫn cảm giác được áp lực đang đè nặng lên mình. Có lẽ Hùng Bác Nhân không hiểu, nhưng gã thì khác. Gã vốn là một cao thủ, nên hiểu rất rõ về khí thế. Hiện giờ ngoại trừ những anh em ở biên giới phía Bắc và một vài lãnh đạo cấp cao của Chiêu Châu, không ai biết Dương Thanh đã rời khỏi biên giới phía Bắc. Nếu tin tức anh ở Giang Hải bị truyền ra ngoài sẽ không chỉ có người bên cạnh anh gặp nguy hiểm mà cả biên giới phía Bắc cũng sẽ gặp rắc rối. Cao thủ có thể chiến đấu với cả trăm ngàn người như anh là uy hiếp to lớn với bất cứ một quốc gia nào. Người muốn giết anh nhiều không đếm xuể. Bịch! Sâm Ba đột nhiên quỳ một chân xuống, cúi đầu dõng dạc nói, tôi sẽ quên hết tất cả, nhưng tôi muốn đi theo anh. Chứng cứ xác thực. Cảnh tượng này khiến Hùng Bác Nhân bị đả kích rất lớn. Ông ta đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới mời được cao thủ như Sâm Ba. Gã là vua quyền Anh ở châu Phi, cho dù là bảng xếp hạng quyền Anh thế giới cũng luôn nằm trong top đầu. Vậy mà giờ đây, gã lại quỳ xuống xin đi theo Dương Thanh. Dương Thanh bỗng cảm thấy rất buồn cười, anh nhìn Hùng Bác Nhân đang ngơ ngác tại chỗ rồi lại nhìn sang Sâm Ba, cậu nghĩ tôi còn cần cậu đi theo sao? Sâm Ba thành thật đáp, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh, kể cả giết người. Nếu tôi muốn giết người, cậu nghĩ tôi còn cần đến cậu, Dương Thanh cười nhạt một tiếng. Trên mặt Sâm Ba tràn đầy kiên định, nhưng tôi có thể bảo vệ người thân của anh. Dương Thanh vốn không định giữ Sâm Ba lại, nhưng câu nói này đã khiến anh dao động, đồng thời cũng nhắc nhở anh. Cho dù là lần trước Tần Y bị bắt cóc hay lần này Tần Thanh Tâm bị lừa vào hang cọp đều như nhau. Nếu có người bảo vệ bọn họ thì sao có thể xảy ra những chuyện này? Dương Thanh suy nghĩ một hồi rồi nói, đưa số của cậu cho tôi. Khi nào tôi cần sẽ tự liên lạc với cậu. Nghe vậy, Sâm Ba mừng rỡ vội đáp, cảm ơn đại ca đã thu nhận. Tôi không thích bị gọi là đại ca, gọi anh Dương được rồi. Vâng thưa anh Dương, Sâm Ba lập tức nghe theo. Mặc dù gã là người châu Phi nhưng lại nói tiếng Chiêu Châu rất giỏi.
nếu điều tra lai lịch gã không có vấn đề gì thì có thể giữ lại. Hùng Bác Nhân đã chết lặng, ông ta cảm thấy như đang nằm mơ. Tốn một đống tiền mới mời được người về, anh ta lại không chịu đối phó kẻ địch cho ông ta, lại còn đầu quân cho kẻ địch. Sâm Ba, cậu đã hứa sẽ giúp tôi đối phó cậu ta cơ mà. Bây giờ cậu lại đòi đi theo cậu ta, đạo đức nghề nghiệp của cậu đâu? Hùng Bác Nhân nổi cơn thịnh nộ. Sâm Ba lắc đầu đáp, tôi vẫn chưa nhận tiền của ông, cũng không nợ ông ơn huệ gì, tại sao phải nghe lời ông? Được, được lắm, nếu cậu đã muốn đi theo thằng vô dụng kia thì từ hôm nay trở đi, cậu chính là kẻ thù của nhà họ Hùng. Cứ chờ bị nhà họ Hùng tính sổ đi, Hùng Bác Nhân hung dữ dọa. Biết tôi ghét gì nhất không? Dương Thanh nheo mắt lại. Hùng Bác Nhân chưa kịp nói gì anh đã tự trả lời, chính là bị uy hiếp. Ông đang uy hiếp mày đấy. Có giỏi thì giết tao đi. Nếu đã không dám thì câm mồm lại chờ bị nhà họ Hùng trả thù đi. Ha 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 ha, Hùng Bác Nhân cười như điên. Dương Thanh nhìn ông ta như đang nhìn một người chết, nhà họ Hùng lợi hại lắm sao? Nhà họ Hùng chính là gia tộc hàng đầu ở Giang Hải. Nguồn lực gần bằng với 4 gia tộc lớn của Giang Hải. Chỗ dựa nhà họ Tần của mày chỉ là hạng tép diêu đối với nhà họ Hùng, tao chỉ giơ tay ra là có thể bóp chết. Sao một thằng con rể vô dụng bị vứt bỏ như mày có thể hiểu được sự hùng mạnh của nhà họ Hùng? Nhắc đến nhà họ Hùng, khuôn mặt Hùng Bác Nhân đầy kiêu ngạo. Ông ta cười lạnh, nếu bây giờ mày chịu quỳ xuống cầu xin tao rồi dâng vợ mày lên, có lẽ tao sẽ tha cho mày một con đường sống. Ông hiểu nhầm rồi. Một nhà họ Hùng bé nhỏ không xứng để tôi quan tâm. Dương Thanh khẽ lắc đầu, châm chọc nói, nếu tôi khiến nhà họ Hùng sau lưng ông sụp đổ, liệu ông có còn kiêu ngạo được như vậy nữa không? Nói xong, Dương Thanh lập tức quay người rời đi. Hùng Bác Nhân đứng đó cười phá lên, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của nhà họ Hùng. Không giết tao chính là chuyện khiến mày phải hối hận nhất đời này. Anh Thanh, giữ lại loại người như ông ta sớm muộn gì cũng trở thành tai họa. Nên diệt cỏ tận gốc mới phải, Mã Siêu đi theo hỏi. Sâm Ba lập tức nói, cần gì phải dùng dao mổ trâu để giết gà. Giao cho tôi là được. Dương Thanh nhếch miệng cười lạnh, muốn giết cũng phải để nhà họ Hùng tự giết mới thú vị. Sâm Ba không khỏi run lên, thầm nghĩ trước đó mình còn muốn giết anh, đúng là chọc phải ác ma. Sau khi đuổi Sâm Ba đi, Mã Siêu lái xe đưa Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đến dinh thự Vân Phong. Trên đường đi, Dương Thanh gọi một cuộc điện thoại, cả quá trình anh chỉ nói một câu duy nhất, sau đêm nay, nhà họ Hùng không được tồn tại ở Giang Hải. Tại biệt thự nhà họ Hùng, chủ gia tộc họ Hùng, Hùng Thanh Sơn vừa mới tắm xong, đang chờ tóc khô sẽ đi ngủ. Lão bật TV xem tin tức buổi tối, trên TV đang đưa tin lãnh đạo tỉnh Giang Hải hợp tác với chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh. Hùng Thanh Sơn vừa xem vừa cảm thán, không hổ là tập đoàn Nhạn Thanh. Vừa mới lập chi nhánh ở Giang Hải đã có thể nhanh chóng có được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh. Chỉ sợ chẳng mấy chốc Giang Hải sẽ lại có thêm một công ty hùng mạnh. Bố, sao chúng ta không hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh, một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ lên tiếng hỏi. Người đó là con trai cả của Hùng Thanh Sơn, tên là Hùng Bác Thành. Hùng Thanh Sơn từng nhiều lần công khai bày tỏ ý định muốn để Hùng Bác Thành thừa kế vị trí chủ gia tộc. Thậm chí lão còn muốn ở cùng nhà với cậu con trai lão hài lòng nhất. Hùng Thanh Sơn cay đắng lắc đầu, sao lại không cơ chứ? Bố đã tự mình đến cửa nhưng lại bị chặn ở ngoài. Ngoài 4 gia tộc lớn của Giang Hải, bọn họ không chọn bất kỳ ai. Cho dù tập đoàn Nhạn Thanh có to lớn đến đâu cũng chỉ là rồng ngoại lai mà thôi. Ở đây là Giang Hải, nếu không coi các gia tộc ở bản địa ra gì thì chắc chắn sẽ có ngày ngã ngựa, Hùng Bác Thành cay cú nói. Nói câu này ở trước mặt bố thì được, nhưng không được nói ở bên ngoài. Hùng Thanh Sơn cau mày, nghe nói chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh chính là người Giang Hải, còn rất trẻ tuổi. Nếu có cơ hội, con hãy làm quen một chút. Mọi mặt của đứa con trai cả này đều khiến lão rất hài lòng, chỉ duy nhất cái tính ngông cuồng làm lão đau đầu. May mà năng lực của Hùng Bác Thành xuất chúng, không đến nỗi ếch ngồi đáy giếng. Xin bố yên tâm. Mặc dù con làm việc hơi ngông cuồng nhưng cũng biết nặng nhẹ, Hùng Bác Thành vội gật đầu đáp. Mà chuyện của Hùng Vĩ giải quyết tới đâu rồi, Hùng Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hùng Bác Thành lập tức mỉm cười, hôm qua bác nhân còn nhờ con tìm vua quyền Anh Châu Phi tới, nói là muốn báo thù cho Hùng Vĩ, giờ chắc cũng giải quyết xong rồi. Hùng Thanh Sơn gật đầu,
nghiêm túc nói, bác nhân làm việc khá cực đoan. Nếu là kẻ yếu thì nó có thể đối phó được, nhưng gặp phải kẻ địch mạnh sẽ rất dễ tự đưa mình vào nguy hiểm. Con làm anh phải để ý tới nó, đừng để nó tùy tiện trêu chọc người khác. Bố yên tâm đi ạ, nhà họ Hùng chỉ có hai anh em chúng con chắc chắn sẽ không để bác nhân gặp nguy hiểm đâu, Hùng Bác Thành cười đáp. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Hùng Thanh Sơn chợt reo lên. Cậu nói gì? Hùng Thanh Sơn nghe máy, vừa nghe được câu đầu tiên đã biến sắc, ánh mắt tràn đầy tức giận. Bố, xảy ra chuyện gì vậy? Hùng Bác Thành vội vàng hỏi. Hùng Thanh Sơn là một người rất biết giữ bình tĩnh, vậy nên thấy lão chỉ nghe một cuộc điện thoại đã kinh hồn bạt vía, Hùng Bác Thành biết ngay đã xảy ra chuyện lớn. Hùng Thanh Sơn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chuông điện thoại của Hùng Bác Thành lại vang lên. Cái gì? Hộp đêm Bác Thành bị đóng cửa rồi. Không phải tôi đã nhắc các cậu giấu kỹ những đồ nên giấu rồi à? Sao còn bị kiểm tra ra được? Cái gì? Đống hàng đó bị bên chính phủ chụp ảnh lại sao? Hùng Bác Thành vô cùng hoảng hốt, điện thoại bị rơi xuống đất nát tan. Hùng Thanh Sơn đã ngồi gục trên ghế sofa, hai mắt đờ đẫn vô thần. Đến cả Hùng Bác Thành ngông cuồng ngang ngược cũng cảm thấy tuyệt vọng. Bác Thành, mau dìu bố dậy. Một lúc lâu sau, Hùng Thanh Sơn mới bình tĩnh lại được, nhưng sức lực toàn thân như bị rút sạch. Hùng Bác Thành vội vàng chạy tới đỡ lão, nghiến răng nghiến lợi nói, bố, chắc chắn đây không phải chuyện ngẫu nhiên, phía sau nhất định có người muốn hại nhà họ Hùng chúng ta. Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy được, tất cả địa điểm kinh doanh của nhà họ Hùng đều bị đóng cửa rồi. Sau khi tỉnh táo lại, Hùng Bác Thành nhanh chóng khôi phục lý trí. Ánh mắt Hùng Thanh Sơn trở nên vô cùng nặng nề, lão trầm giọng nói, lập tức gọi mọi người đến họp. Cho dù nhà họ Hùng có sụp đổ bố cũng phải biết lý do là gì. Nhà họ Hùng vốn sống nhờ nghề kinh doanh các dịch vụ giải trí, bây giờ toàn bộ đều bị đóng cửa, nguy cơ của nhà họ Hùng rất lớn. Cho dù hiện giờ đã là đêm muộn nhưng toàn bộ người dòng chính nhà họ Hùng đều nhanh chóng bị gọi tới biệt thự nhà họ Hùng. Gần đây mọi người có đắc tội ông lớn nào không? Hùng Thanh Sơn ngồi ở ghế cao nhất, ánh mắt lướt qua từng người. Không có. Tôi cũng không có. Ông à, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người nhà họ Hùng đều rất kinh ngạc. Nửa đêm bị gọi tới họp nhưng chủ gia tộc lại chỉ hỏi mỗi một câu như vậy. Giờ phút này, chắc chắn sẽ không có người dám nói dối, thế nhưng kết quả như vậy lại khiến Hùng Thanh Sơn thêm nghi hoặc. Tất cả dấu hiệu đều chứng minh nhà họ Hùng đã đắc tội ông lớn nào đó mới gặp phải chuyện như vậy. Thế nhưng hiện giờ bọn họ vẫn chưa biết mình đã đắc tội ai. Bác nhân đâu? Hùng Thanh Sơn bỗng nhíu mày hỏi. Hùng Bác Thành vội vàng đáp, Hùng Vĩ đang cấp cứu trong bệnh viện. Bác nhân cũng bị thương không nhẹ. Bác nhân nhờ con chuyển lời cho bố, muốn gia tộc báo thù cho nó. Cái gì, người nhà họ Hùng đều giật mình sợ hãi. Đáy mắt Hùng Bác Thành chợt lóe sáng, ông ta đột nhiên lên tiếng, Hùng Vĩ đang cấp cứu, bác nhân cũng bị thương. Tất cả hộp đêm của chúng ta đều bị đóng cửa, có khi nào những chuyện này có quan hệ với nhau không? Dường như Hùng Bác Thành chỉ buột miệng nói vậy nhưng lại khiến đám người nhà họ Hùng cảm thấy không bình thường. Hùng Thanh Sơn nghe vậy, hai mắt bừng bừng lửa giận, chỉ cần nó chưa chết, bảo nó lập tức lăn về đây gặp bố. Tại dinh thự Vân Phong. Sau khi về đến nơi, Dương Thanh bế Tần Thanh Tâm lên giường lớn rộng rãi. Đắp chăn cho cô xong, anh nhắn tin báo bình an cho Tần Y. Tần Thanh Tâm chỉ bị chuốc thuốc mê, ngủ một đêm là ổn. Anh vừa bước ra khỏi phòng, chuông điện thoại đã reo lên. Chủ tịch. Tất cả các khu giải trí của nhà họ Hùng đều đã bị đóng cửa, chứng cứ xác thực, cho dù có quan hệ lớn đến đâu cũng đừng hòng được mở cửa trở lại. Bên trong điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc. Tần Thanh Tâm thẹn thùng. Nghe Lạc Bân báo cáo xong, Dương Thanh nói, làm tốt lắm, tôi muốn nhà họ Hùng không còn đường vực dậy. Chủ tịch cứ yên tâm, tất cả những khu giải trí của nhà họ Hùng đều có tay trong của chúng ta. Lúc bị đóng cửa đều được tiến hành trước mặt mọi người. Có nhiều vị khách đã chụp lại làm bằng chứng và tung lên mạng. Hiện giờ, bằng chứng chất chồng như núi, nhà họ Hùng khó lòng trở mình. Sau khi báo cáo chi tiết, Lạc Bân bỗng nghĩ tới điều gì đó, liền nói, à đúng rồi, tôi còn một việc cần báo với cậu. Hôm nay, người cử cô Tần đi bàn chuyện hợp tác là trưởng phòng nghiệp vụ Vương Mộng.
Cô ta từng làm thư ký cho cô Tần. Từ khi cô Tần quay về tập đoàn Tam Hòa, cô ta lúc nào cũng gây khó dễ cho cô Tần. Có khi Hùng Bác Nhân đã lén mua chuộc Phương Mộng. Cậu có muốn đuổi việc cô ta không? Đuổi việc. Dương Thanh cười lạnh, đã làm sai thì phải trả giá. Làm gì có chuyện đuổi việc đơn giản như vậy được. Tạm thời đừng đụng tới cô ta vẫn còn dùng được. Vâng, thưa chủ tịch. Cúp điện thoại, sắc mặt Dương Thanh dần lạnh đi. Tuy nhà họ Hùng rất đáng hận nhưng Vương Mộng càng đáng hận hơn. Nếu lúc trước cô ta từng làm thư ký cho Tần Thanh Tâm, tức là cô ta từng được trọng dụng, giờ lại lấy oán báo ơn, hãm hại Tần Thanh Tâm. Vừa đúng lúc cô ta chính là cơ hội để thăng chức cho Tần Thanh Tâm. Ở biệt thự nhà họ Hùng. Lúc Hùng Bác Nhân vội vàng chạy tới thì thấy dòng chính nhà họ Hùng đã ngồi đầy phòng khách. Cổ ông ta băng bó băng gạc màu trắng vẫn còn đang rỉ ra máu tươi. Bố, bố trả thù cho con đi. Tên khốn đó suýt nữa đã giết con rồi. Nếu không phải con mạng lớn, có lẽ bây giờ con đã chết rồi. Hùng Bác Nhân khóc lóc kể lể. Bốp! Hùng Thanh Sơn cho Hùng Bác Nhân một bạt tai, tức giận nói, thằng khốn. Quỳ xuống. Hùng Bác Nhân mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói, bố. Con suýt nữa bị thằng chó đó giết chết, sao bố lại đánh con? Đánh mày. Hùng Thanh Sơn giận run người, nếu không vì mày là con tao thì tao đã giết mày từ lâu rồi. Lão vừa la mắng, vừa hung hăng quơ gậy đánh Hùng Bác Nhân vài cái. Hùng Bác Nhân quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ ấm ức, đỏ mắt nói, bố. Cho dù bố muốn đánh con, cũng phải cho con biết lý do đi chứ. Chưa nói rõ ràng đã đánh con, trong mắt bố có còn đứa con ruột này không vậy? Thằng khốn, mày đúng là thằng khốn kiếp mà, Hùng Thanh Sơn cực kỳ tức giận, cơ thể lảo đảo trực ngã. Bố! Hùng Bác Thành sợ hãi, vội vàng xông tới đỡ Hùng Thanh Sơn. Ông ta quát Hùng Bác Nhân, mày là thằng khốn nạn. Nếu mày không chọc vào nhân vật tai to mặt lớn thì sao nhà họ Hùng lại ra nông nỗi này? Mày không những không biết hối cải mà còn dám cãi lại. Trong mắt mày có còn nhà họ Hùng, còn bố nữa hay không? Tôi chọc vào nhân vật tai to mặt lớn hồi nào? Hùng Bác Nhân tức giận nói, Hùng Bác Thành, anh là đồ hèn hạ. Anh thừa cơ hãm hại tôi là vì sợ tôi cướp đi vị trí người kế thừa của anh hay sao? Sao anh lại vu oan tôi như thế? Người đâu? Hùng Thanh Sơn nổi giận quát, đánh, đánh cho tao. Đánh gãy hai chân của thằng khốn kiếp này. Bố nói gì? Bố muốn đánh gãy hai chân của con, Hùng Bác Nhân không dám tin. Hùng Thanh Sơn ra lệnh, vài tên đàn ông vạm vỡ xông vào, ấn Hùng Bác Nhân ngã xuống đất. Tới lúc này Hùng Bác Nhân mới nhận ra, bố thật lòng muốn đánh gãy hai chân của mình. Bố, con biết sai rồi, con sẽ không cãi lại bố, cũng không dám tranh giành vị trí thừa kế của anh trai nữa. Cầu xin bố tha cho con thật sự biết sai rồi, Hùng Bác Nhân cuống lên. Vùng vẫy kịch liệt làm rách miệng vết thương trên cổ, máu tươi thấm đỏ cả băng gạc. Hùng Thanh Sơn tới trước mặt Hùng Bác Nhân, bình tĩnh nói, Bác Nhân, mọi sai lầm đều phải trả giá lớn. Đừng trách bố độc ác, là con có lỗi với nhà họ Hùng. Bố không thể vì con là con bố mà không xử phạt được, bố phải làm như này mới bảo vệ được nhà họ Hùng. Bố, rốt cuộc con đã làm sai điều gì mà phải chịu hậu quả như này, cổ Hùng Bác Nhân đau nhức. Nhưng ông ta chỉ mong biết được sự thật. Con chọc phải người không nên chọc, khiến cho tất cả khu giải trí của nhà họ Hùng đều bị đóng cửa. Hùng Thanh Sơn trầm rãi nói, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. Sao cơ? Hùng Bác Nhân sợ tái mặt, bố, sao có thể như vậy được? Chúng ta là gia tộc lâu đời đã bám rễ ở Giang Hải này mấy chục năm nay, làm gì có ai dám niêm phong địa bàn của chúng ta chứ? Chắc là mọi người nhầm rồi phải không? Với lại, con không hề đắc tội nhân vật quyền quý nào cả. Người nhà họ Hùng lạnh lùng nhìn Hùng Bác Nhân, chỉ muốn xông lên đánh ông ta một trận. Trong lòng Hùng Bác Nhân nặng trĩu, bỗng ý thức được nhà họ Hùng hình như xong đời thật rồi. Sao lại không thể, mọi thứ đã rành rành ngay trước mắt, còn để bàn cãi nữa đâu. Hùng Bác Thành cũng giận dữ quát, đúng là ngu đần, ngay cả mình đã đắc tội ai cũng không biết. Ngoài chuyện hãm hại một thằng rể vô dụng của gia tộc nhỏ thì con không có xích mích với ai cả. Lúc này, Hùng Bác Nhân vẫn rất hoang mang, ông ta thực sự không rõ mình đã đắc tội ai, nhưng chỉ một thoáng sau ông ta đã đơ ra. Ông ta nhớ lại lời Dương Thanh nói trước khi rời đi, nhất thời trợn trừng mắt nói, không thể nào, nhất định không phải nó.
nó là thằng con rể ăn hại bị đuổi khỏi gia tộc, sao có thể làm sụp đổ nhà họ Hùng được chứ? Mày nói gì, cậu ta là ai? Hùng Bác Thành nắm được trọng điểm, hung hăng bước tới nắm lấy cổ áo Hùng Bác Nhân, tức giận hét lên. Nói mau, Hùng Thanh Sơn cũng giận dữ quát. Là Dương Thanh, thằng con rể ăn hại bị nhà họ Tần đuổi khỏi gia tộc. Chính nó đã hủy hoại thằng Vĩ, còn đánh thằng Vĩ đến mức bị thương nặng. Vết thương của con cũng là do nó cả. Nó nói sẽ hủy diệt nhà họ Hùng, khiến cho con hối hận. Hùng Bác Nhân sợ hãi, nói năng lộn xộn. Quả nhiên là do thằng khốn này, Hùng Bác Thành đá Hùng Bác Nhân ngã lăn xuống đất. Hùng Thanh Sơn hít sâu một hơi, trong nháy mắt ánh mắt trở nên sắc bén, trầm giọng nói, đánh gãy chân nó cho tôi. Đừng mà, a, trong biệt thự nhà họ Hùng vang lên tiếng kêu rên đầy đau đớn. Bác Thành, sáng mai con đưa thằng trời đánh này tới cầu xin người đó tha thứ đi. Sau khi nói xong, Hùng Thanh Sơn quay người trở về phòng ngủ. Đáy mắt Hùng Bác Thành thoáng hiện lên tia nhìn sắc bén, vâng, thưa bố. Vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Ngày hôm sau, phương đông vừa lấp ló tia nắng ban mai, Tần Thanh Tâm đã duỗi eo, chậm chậm mở mắt. Sau đó, cô nhận ra mình đang không ở trong nhà. Cô ngồi dậy, nhìn cách trang hoàng xa hoa trong phòng, lòng hơi hoảng loạn. Cô thoáng nhớ lại nhưng chỉ biết là tối qua, lúc bị hãm hại, cô vừa đứng dậy đã lả đi. Sau đó, cô hoàn toàn không biết đã xảy ra những chuyện gì nữa. A! À, một tiếng hét chói tai cất lên vang vọng khắp dinh thự Vân Phong. Dương Thanh vừa làm bữa sáng xong, nghe thấy tiếng hét của Tần Thanh Tâm liền sợ hãi, lập tức lao vào phòng cô. Tâm, em sao thế? Dương Thanh căng thẳng, lo lắng nhìn Tần Thanh Tâm. Thấy khuôn mặt quen thuộc của Dương Thanh, Tần Thanh Tâm tự nhiên lại rưng rưng nước mắt. Cô nhào vào lòng Dương Thanh, tay ôm chặt cổ anh. Khi vừa tỉnh dậy, Tần Thanh Tâm cứ ngỡ bản thân đã bị Hùng Bác Nhân vấy bẩn, nhưng sau khi thấy Dương Thanh, cô mới nhận ra mình đã được anh cứu thoát. Cuối cùng cô cũng không kiềm chế được nước mắt, ôm Dương Thanh khóc nức nở. Hai tay Dương Thanh hơi cứng lại, ngay sau đó, anh mỉm cười dịu dàng, hai tay vỗ nhẹ lên lưng cô, dỗ dành, không sao, tất cả đã qua rồi. Một lúc sau, Tần Thanh Tâm mới dần bình tĩnh, vội vàng buông Dương Thanh ra. Nghĩ vừa rồi vì mất khống chế, cô còn chủ động ôm Dương Thanh thì xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất. Dương Thanh không rõ cảm xúc hiện tại của Tần Thanh Tâm, vươn tay sờ sờ trán cô, không sốt mà. Sao mặt lại đỏ thế này? Dương Thanh, anh mau cút ngay ra ngoài, Tần Thanh Tâm nổi giận. Dương Thanh đành chịu, nhưng vẫn nghe lời ra ngoài. Trước khi rời đi, anh nói, trong tủ quần áo có đồ nữ, em tắm xong thì nhớ ra ngoài ăn sáng. Con gái trở mặt đúng là còn nhanh hơn cả lật sách. Vừa rồi còn chủ động ôm mình, giờ lại bảo mình cút đi. Sau khi ra khỏi phòng, Dương Thanh cười cay đắng lắc lắc đầu. Tần Thanh Tâm nhìn cửa, bỗng cười khúc khích nói, ngốc quá đi mất. Cô cười quá xinh đẹp. Khi cô mở tủ quần áo ra mới phát hiện phòng ngủ rộng khoảng 50 mét vuông này được trang hoàng theo tông màu hồng, bên trong còn có rất nhiều đồ chơi của bé gái. Sau khi mở cửa tủ, khiến cô càng ngạc nhiên hơn là cái tủ to như vậy lại được chia làm 3 ngăn. Một ngăn đồ nam, một ngăn toàn đồ nữ, còn một ngăn toàn quần áo của bé gái. Càng làm cô kinh ngạc hơn nữa là những bộ đồ nữ đều theo số đo của mình. Cô lại nhìn bộ đồ trẻ em, đều là số đo của Tiêu Tiêu. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, Dương Thanh chuẩn bị trước tất cả cho mình và con gái. Từ sau khi Dương Thanh quay về, anh đã làm tất cả cho cô, khiến cô cảm động muốn bật khóc. Một lúc sau, cô dụi dụi đôi mắt hơi ửng hồng, là do em vẫn luôn hiểu lầm anh. Sau khi thay đồ và rời khỏi phòng ngủ, cô bị choáng ngợp trước sự tráng lệ của dinh thự. Cô kinh ngạc nhìn bốn phía, trên tường treo những bức tranh quý nổi tiếng trên thế giới. Trong tủ trưng bày còn có một vài món đồ gốm sứ cổ, cả phòng khách giống như một hoàng cung. Rốt cuộc bây giờ anh giàu đến mức nào vậy, Tần Thanh Tâm lẩm bẩm tự hỏi. Tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tần Thanh Tâm đỏ mặt, thấy khuôn mặt chân thành của Dương Thanh, cô nén lại ý định phản bác lại lời của anh. Chúng ta ăn cơm thôi. Nói xong, cô liền đi tới phòng bếp. Thay vì nói là phòng bếp, nói là nhà ăn thì đúng hơn. Trong phòng bếp khổng lồ đặt một chiếc bàn ăn không lớn không nhỏ, nhưng lại không hề cảm thấy nó nhỏ, khiến mọi thứ thêm hài hòa ấm cúng.
Đây là bữa sáng do anh làm hả? Nhìn bữa sáng phong phú trên bàn ăn, Tần Thanh Tâm kinh ngạc nói. Món bò bít tết hấp dẫn, bông cải xanh xanh dờn, trứng rán vàng ươm, bánh bao vàng giòn, sữa bò thơm lừng, mọi thứ trông thật ngon mắt. Rột! Bụng Tần Thanh Tâm réo lên, mặt cô lập tức đỏ bừng. Ăn cơm đi! Dương Thanh mỉm cười, cẩn thận cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đẩy tới trước mặt Tần Thanh Tâm. Thấy cảnh này, trái tim Tần Thanh mềm nhũn, bỗng nhiên hơi xúc động. Cô đỏ mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện, vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Lại ăn tát! Dương Thanh sững sờ, tưởng là mình làm gì có lỗi với Tần Thanh Tâm, nhưng nhìn vào mắt cô, anh đã hiểu được hết thảy. Anh nở nụ cười rạng rỡ, bởi vì anh thích em. Những lời này của anh khiến cô không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, thế nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh, anh cũng biết rõ em không có tình cảm với anh lại đối xử tốt với em như vậy, đáng không? Dương Thanh rút một tờ khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, cười dịu dàng, em không cần đặt nặng việc này, cứ xem như anh đang theo đuổi em đi. Theo đuổi em, Tần Thanh Tâm bất ngờ với cách nói này của Dương Thanh. Dương Thanh gật đầu, cứ coi anh như một người đàn ông thích em và đang theo đuổi em. Nếu một ngày em chợt nhận ra mình thật sự không thể chấp nhận anh thì có thể từ chối. Tần Thanh Tâm bỗng trầm mặc, Dương Thanh an ủi nói, đừng nghĩ nhiều nữa, ăn sáng đi. Ăn sáng xong, Dương Thanh lái xe muốn đưa Tần Thanh Tâm tới công ty. Dương Thanh, nếu anh không bận, có thể đưa em tới tập đoàn Tần Thị trước được không? Tần Thanh Tâm bỗng nói. Dương Thanh cũng không hỏi nhiều. Chỉ nói, được. Trên đường đi, tinh thần Tần Thanh Tâm rất nặng nề. Sau khi tới Tần Thị, Dương Thanh nhắc nhở cô mới lấy lại tinh thần. Hai người vừa xuống xe thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Không ngờ mày vẫn còn sống, đúng là bất ngờ mà, Tần Phi nhìn Dương Thanh, ánh mắt thoáng hiện lên nét tàn nhẫn. Dương Thanh nghiền ngẫm, vài ngày không gặp, hình như anh lại thiếu hơi trai rồi nhỉ. Tần Phi giận tím mặt, Dương Thanh. Mày cho rằng không ai xử được mày à? Nếu có thì cũng không phải là anh, Dương Thanh châm chọc nói. Mày đừng tưởng anh Hùng không làm gì là không dám đụng tới mày, anh ấy chỉ không rảnh để đi xử lý đống rác như mày thôi. Anh ấy mà có thời gian thì mày cứ chờ phơi thây ngoài đường đi, Tần Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Từ khi đoạn clip riêng tư giữa anh ta và Hùng Vĩ bị tuồn ra thì có một tên cuồng kỹ thuật đã chỉnh biểu cảm của anh ta thành meme kiểu ảnh châm biếm còn là kiểu đang rất hưởng thụ. Dân mạng còn đặt cho anh ta một cái tên, Phi Bé Thụ. Ở cửa công ty và cửa nhà họ Tần thường hay có đám săn ảnh bám theo chụp lén. Thậm chí còn có đạo diễn phim 18 cộng liên lạc với anh ta, mời anh ta đi đóng phim. Anh ta chỉ đi ngang qua một trường đại học thì bỗng có người kinh ngạc kêu, là Phi Bé Thụ kìa. Và rồi cả đám con trai vây quanh anh ta, điên cuồng chụp hình. Tất cả chuyện này đều do tên khốn trước mặt ban tặng. Tần Phi rất muốn xông lên giết anh nhưng cánh tay vẫn đang bó bột nên đành nhẫn nhịn. Anh đừng nói chuyện với loại người ghê tởm này, chúng ta đi tìm ông nội, Tần Thanh Tâm nói với Dương Thanh. Hai người đứng lại. Tần Phi chặn trước mặt họ. Tức giận nói, nhà các người đã bị đuổi khỏi gia tộc, còn tới công ty làm gì? Tần Phi, anh vẫn nên tránh ra đi, nếu làm chậm trễ việc hợp tác giữa nhà họ Tần và tập đoàn Tam Hòa, ông nội sẽ không tha cho anh đâu, Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói. Từ khi tập đoàn Tam Hòa bị người bí ẩn thu mua, đã liên tục bắt tay hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh và nhà họ Tô, nên có thể nói là đang đứng trên đỉnh cao chói lọi. Tần Phi cũng không ngu, nhíu mày nói, ý cô là gì? Tần Thanh Tâm giơ túi hồ sơ trong tay, nói, đây là hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn Tam Hòa và nhà họ Tần do tôi phụ trách. Nếu anh thấy nhà họ Tần không cần thì tôi đành rời đi vậy. Nghe vậy, Tần Phi khiếp sợ. Đương nhiên anh ta biết, lúc nhà họ Tần suýt nữa phá sản, chính tập đoàn Tam Hòa đã ra mặt giải quyết nguy cơ giúp nhà họ Tần. Dương Thanh, mày biết gì không? Tao thấy đáng thương thay cho mày đấy. Tần Phi nhìn Dương Thanh, cười lạnh. Dương Thanh nhíu mày, người nên buồn không phải là anh sao? Không biết vì muốn trở lại tập đoàn Tam Hòa mà vợ mày đã cắm cho mày bao nhiêu cặp sừng nữa, vậy mà mày lại ngu ngốc nghĩ mình đang bảo vệ thứ quý giá lắm, Tần Phi mỉa mai. Tần Phi, Tần Thanh Tâm nghe vậy liền giận dữ quát, anh nói linh tinh cái gì đấy? Tôi có nói linh tinh hay không tự cô biết rõ, dòng chính của nhà họ Tần trong tập đoàn Tam Hòa đều bị đuổi cả rồi,
nhưng lại giữ một mình cô. Nếu không phải cô đi cửa sau thì sao được giữ lại chứ, Tần Phi tỏ vẻ châm biếm. Bốp, Tần Thanh Tâm cho anh ta một bạt tai, tai Tần Phi ù đi, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi con điếm này. Bịch, Tần Phi vừa mắng một câu đã ăn một đạp vào ngực, bay thẳng xuống cầu thang. Cánh tay vốn còn đang băng bó lại lần nữa bị nứt ra. Anh ta đau đớn hét lên, lúc này đang là giờ cao điểm mà mọi người đi làm, nhiều người kinh ngạc nhìn cảnh này. Dương Thanh lạnh lùng bước tới trước mặt Tần Phi, từ trên cao nhìn xuống, nói Tần Phi, sự nhẫn nại của tôi có hạn. Đây là lần cuối cùng tôi nghe anh mắng cô ấy, nếu có lần sau thì không chỉ là một cú đạp đơn giản như này đâu. Ánh mắt Tần Phi ngùn ngụt lửa giận, nhè răng trợn mắt nói, Dương Thanh, mày chờ đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, nhất định không. Hừ, Dương Thanh khinh thường, xoay người cùng Tần Thanh Tâm vào công ty. Trong phòng khách ở tầng cao nhất của tập đoàn Tần Thị. Chủ tịch Tần, có thể hợp tác với ông là vinh hạnh của tập đoàn Thành Hà chúng tôi, sau này mọi chuyện đều nhờ ông. Cụ Tần ngồi đối diện một người đàn ông trẻ, khoảng tầm 30 tuổi, ăn mặc trang trọng, đang cười tươi nịnh hót. Cụ Tần thấy thế thì hơi lo sợ, bởi lão ta biết rõ thân phận của người trẻ tuổi trước mắt. Tuy không phải gia tộc ở Giang Hải nhưng ở thành phố khác cũng là một gia tộc hàng đầu. Cậu Dương không cần khách sáo. Đây là chuyện nhà họ Tần nên làm, cậu cứ yên tâm. Tập đoàn Thanh Hà đã đầu tư cho nhà họ Tần thì nhất định sẽ không phải thất vọng đâu, cụ Tần vội nói. Người trẻ tuổi mỉm cười, chủ tịch Tần không cần khách sáo thế, gọi tôi Dương Uy là được. Ha ha, được, tôi nghe cậu vậy, cụ Tần cười sán lạn nói. Không biết cô gái ngồi bên cạnh chủ tịch Tần là ai, Dương Uy bỗng hỏi. Ánh nhìn cũng thoáng lướt qua cô gái ngồi cạnh cụ Tần. Phương Duyệt, mau mau chào hỏi, cụ Tần lớn tiếng nói. Vả miệng. Phương Duyệt là cháu ngoại của lão ta. Hôm nay cô ta còn cố ý trang điểm tỉ mỉ, để lão ta dẫn đến tiếp xúc với Dương Uy. Giờ Dương Uy chủ động hỏi, lão ta vô cùng kích động. Nếu có thể kết thông ra với nhà họ Dương, sau này nhà họ Tần có thể trèo lên vị trí gia tộc hàng đầu. Phương Duyệt e thẹn. Từ từ đứng lên, cười dịu dàng nhìn Dương Uy, chào anh Dương, em là Phương Duyệt, anh gọi em Duyệt Duyệt là được rồi. Dương Uy khẽ híp mắt lại, tuy Phương Duyệt không được coi là vô cùng xinh đẹp, nhưng sau khi trang điểm tỉ mỉ thì cũng có chút quyến rũ. Đương nhiên, anh ta sẽ không kết thân với gia tộc nhỏ bé như nhà họ Tần, nhưng nếu cụ Tần muốn Phương Duyệt tiếp xúc với anh ta, thì dù sau này không kết hôn vẫn có thể chơi đùa cô ta cho vui. Không hổ là con gái nhà họ Tần. Nét đẹp của Duyệt Duyệt chắc là ít ai ở Giang Hải có thể sánh bằng nhỉ, Dương Uy không tiếc lời ca ngợi, nhưng chỉ anh ta biết, đây là lời nói dối. Vậy mà một già một trẻ này lại tin. Ha ha, cậu Dương khen quá rồi. Cụ Tần cười lời nói, sau đó nhìn Phương Duyệt, Duyệt Duyệt, có thể cậu Dương sẽ ở lại nhà họ Tần làm khách vài ngày. Còn hãy thay ông Tần tình tiếp đãi cậu ấy. Tuy rất kích động nhưng Phương Duyệt vẫn ra vẻ mỏng manh, ông ngoại yên tâm. Con sẽ đối đãi với anh Dương thật tốt. Vậy cảm ơn Duyệt Duyệt, Dương Uy cười nói. Đúng lúc này, bỗng có người gõ cửa phòng khách, mời vào. Khi nhìn thấy Tần Thanh Tâm và Dương Thanh, ý cười trên mặt cụ Tần vụt tắt. Lão ta lạnh lùng nói, sao hai người lại tới đây? Dương Thanh nhíu mày không phải vì cụ Tần, mà là vì người đàn ông ở trong phòng khách. Sau khi Tần Thanh Tâm bước vào, ánh mắt hắn vẫn dán chặt trên người cô. Dương Thanh yên lặng tiến lên chắn Tần Thanh Tâm ở phía sau. Dương Uy liếc Dương Thanh, còn cười gật đầu với anh. Thấy thái độ của cụ Tần vẫn lạnh lùng khiến lòng cô rất khó chịu. Dù gì nhà họ Tần cũng là nơi cô lớn lên, nên cô cũng có tình cảm với nơi này. Ông nội, đây là hợp đồng mà tập đoàn Tam Hòa định ra. Ông xem trước đi ạ. Cụ Tần đang không vui nhìn Tần Thanh Tâm và Dương Thanh, nhưng sau khi nghe nhắc tới tập đoàn Tam Hòa, sắc mặt lão ta khẽ thay đổi, cười lạnh nói, Tần Thanh Tâm, cô giỏi thật đấy. Dòng chính của nhà họ Tần đều bị đuổi đi cả rồi, chỉ có cô vẫn còn ở lại công ty. Tần Thanh Tâm biết, cho dù cô nói gì đi chăng nữa thì cụ Tần vẫn chẳng vừa mắt, nên không nói gì nữa. Phương Duyệt để ý tới ánh nhìn của Dương Uy thì không vui, cười nhạt nói, ông ngoại, quả thật chị họ có chút thủ đoạn, chỉ là không biết thủ đoạn để ở lại tập đoàn Tam Hòa có trong sạch hay không thôi. Dương Thanh nhíu mày, người nhà họ Tần đúng là không sợ chết.
vừa nãy dưới lầu gặp một tên rác rưởi nói năng vô lễ đã bị tôi chỉnh rồi. Giờ lại thêm một người thèm đòn. Đúng lúc này, Tần Phi xông vào phòng tiếp khách. Phi, cháu sao thế, thấy thạch cao trên tay anh ta bị vỡ ra, trên người đầy bụi bặm, cụ Tần tức giận. Tần Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Thanh, ông nội, là do thằng khốn này. Cháu ngăn cậu ta vào công ty nên cậu ta đánh gãy luôn tay của cháu, ông nội phải làm chủ cho cháu. Ông nội, không phải như thế, vừa rồi là do Tần Phi. Tần Thanh Tâm vừa định giải thích đã bị cụ Tần quát lớn, cô câm miệng cho tôi. Dương Thanh hứng thú liếc nhìn cụ Tần, muốn xem lão ta định giải quyết như nào. Cụ Tần tức giận nói, thằng vô dụng này, cút ngay ra ngoài. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới. Nếu như đuổi chúng tôi đi thì đừng có hối hận. Dương Thanh châm chọc nói, Tâm, chúng ta đi thôi. Người khác không biết nhưng Tần Thanh Tâm lại biết rất rõ chính Dương Thanh là người đã mua lại tập đoàn Tam Hòa. Chuyện hợp tác chỉ là một câu nói của anh. Thấy Dương Thanh muốn rời đi, cô bỗng hơi sốt ruột. Dương Thanh, anh cho nhà họ Tần thêm một cơ hội nữa được không? Tần Thanh Tâm cầu xin nói. Tôi nghe không lầm chứ? Chị họ muốn xin tên ăn hại kia cho nhà họ Tần một cơ hội kìa, lúc này Phương Duyệt khoa trương cười nói. Tần Phi khinh thường nói, đôi nam nữ chó chết này diễn như thật vậy đó. Vả miệng. Đáy mắt Dương Thanh lóe lên tia sáng lạnh, bước tới một bước. Bốp, Dương Thanh giáng cho Tần Phi một bạt tai, cơ thể anh ta bay lên không trung, mấy cái răng trắng phao bay luôn ra ngoài. Nhà họ Dương ở Châu Thành sau khi bị đánh văng ra ngoài, Tần Phi ngất đi. Cả phòng khách lặng ngắt như tờ, cụ Tần đơ người một lúc rồi tức giận hét, Dương Thanh. Tần Thanh Tâm cũng kinh hãi, vội vàng nói, ông nội, ông đừng trách Dương Thanh. Hôm nay anh ấy đến đây không hề có ác ý, câm mồm. Lão ta tức giận nói, ra tay mạnh với thằng Phi còn không phải là ác ý sao? Đừng tưởng cô phụ trách chuyện hợp tác giữa tập đoàn Tam Hòa với nhà họ Tần thì tôi sẽ coi trọng cô. Tập đoàn Tam Hòa xem trọng tiềm lực của nhà họ Tần nên mới muốn hợp tác, không có cô thì cũng sẽ có người khác đảm nhiệm thôi. Tôi nói cho cô biết, trong mắt tôi cô chả là cái thá gì cả. Nếu không phải cô còn có ích cho nhà họ Tần thì tôi đã đuổi cả nhà các cô ra khỏi nhà họ Tần rồi. Cút, cút ngay cho tôi, sau này không được phép bước vào nhà họ Tần dù chỉ một bước. Lời nói của cụ Tần như từng nhát dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của Tần Thanh Tâm, khiến cô đau đớn tột cùng. Cô cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa. Phương Duyệt cũng tức giận nói, cô tưởng rơi vài giọt nước mắt thì sẽ đổi được sự thương cảm của ông ngoại sao? Đừng giả vờ nữa, ông ngoại bảo cô cút thì mau dắt theo thằng chồng ăn hại của cô cút đi. Dương Uy thích thú nhìn cảnh này, ngồi im bên cạnh không nói gì. Chỉ là đôi mắt sáng ngời kia cứ nhìn Tần Thanh Tâm không rời, điều này khiến Phương Duyệt càng thêm tức giận. Dương Thanh bình thản, lạnh lùng nhìn tất cả, nhưng trong lòng thấy bất công thay Tần Thanh Tâm. Nếu không phải Tần Thanh Tâm muốn anh bỏ qua thì anh đã hủy nhà họ Tần từ lâu rồi. Tâm, em đã làm tất cả vì nhà họ Tần, em đã trả hết ơn tình dưỡng dục từ lâu rồi. Nếu bọn họ đã không biết phải trái như thế thì cứ để bọn họ tự sinh tự diệt đi, cuối cùng Dương Thanh cũng lên tiếng. Đôi mắt Tần Thanh Tâm thấm đẫm bi thương, cúi đầu lau nước mắt, lúc ngẩng lên, chỉ còn chút ửng hồng. Cô nhìn cụ Tần thật lâu, ông nội, ông chưa từng xem cháu là cháu gái ông đúng không? Lão ta cười nhạt, đừng giả ngu nữa, bà nội cô dắt theo bố của cô lúc gả cho tôi, mấy người cho rằng tôi sẽ thật lòng đối xử mấy người như người thân. Đôi mắt của Tần Thanh Tâm đong đầy tuyệt vọng, cười cay đắng rồi lắc đầu, cháu hiểu rồi. Dứt lời, cô quay người rời khỏi phòng khách. Dương Thanh liếc nhìn cụ Tần một cái, khóe miệng cười giễu cợt, sẽ có ngày các người phải cầu xin cô ấy quay lại. Nói xong câu này, Dương Thanh nhanh chóng rời đi cùng Tần Thanh Tâm. Ngông cuồng, quá ngông cuồng, lão ta nghe Dương Thanh nói xong, tức đến run người. Đúng lúc này, một người vội xông vào phòng khách. Gấp gáp nói, thưa chủ tịch, sếp Hùng đến ạ. Sếp Hùng nào, cụ Tần nhất thời không phản ứng kịp. Là nhà họ Hùng ở Giang Hải, Hùng Bác Thành của hộp đêm Bác Thành ấy ạ. Nhưng mà ông ta còn khiêng theo một người tàn tật nằm trên cáng, giống như đến để gây rối, người đó lo lắng nói. Gì cơ, lão ta hoảng sợ, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Phương Duyệt nhìn Dương Uy, nói, anh Dương, chúng ta ra ngoài xem thử đi. Ừ, Dương Uy nhanh chóng đồng ý.
Cụ Tần vừa xông ra khỏi phòng họp thì ngớ người bởi cảnh tượng trước mắt. Cậu Dương, tôi thay mặt nhà họ Hùng, dẫn thằng xúc sinh này đến xin lỗi cậu, Hùng Bác Thành cúi đầu, giọng nói vừa vang dội vừa nặng nề. Cụ Tần hoảng hốt khi thấy cảnh này. Phương Duyệt và Dương Uy cũng vừa vặn đến bên cạnh lão ta. Phương Duyệt ngây người, lúc này, ngay cả Dương Uy cũng hơi híp mắt lại. Có mấy người khiêng một cái cáng sau lưng Hùng Bác Thành, mà người nằm trên đó lại là Hùng Bác Nhân. Nhà họ Hùng vốn là gia tộc xếp hàng đầu ở Giang Hải, thực lực Hùng mạnh, mà Hùng Bác Thành là người được chủ gia tộc họ Hùng coi trọng, cũng nhiều lần công khai tỏ rõ sẽ để lại quyền thừa kế cho Hùng Bác Thành. Bây giờ lại đích thân đến tìm Dương Thanh xin lỗi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào Dương Thanh, anh thật sự là đứa con rể vô dụng bị đuổi khỏi gia tộc kia sao? Lần đầu tiên trong lòng cụ Tần nảy sinh nghi ngờ, Phương Duyệt cũng chừng mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh. Cậu Dương, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu bỏ qua cho nhà họ Hùng, từ nay về sau nhà họ Hùng sẽ nghe theo cậu, Hùng Bác Nhân ở trên cáng cầu xin. Dương Thanh lạnh lùng liếc nhìn anh em nhà họ Hùng. Cách hành sự của nhà họ Hùng thật tàn nhẫn, đánh gãy cả hai chân của Hùng Bác Nhân. Có phải các ông nhận nhầm người rồi không? Anh ta chỉ là một tên vô dụng đã bị đuổi khỏi gia tộc. Phương Duyệt kinh ngạc, sau đó chỉ vào Dương Uy đang đứng ở bên cạnh rồi nói với anh em nhà họ Hùng, anh ấy mới là cậu Dương. Bốp! Hùng Bác Thành nghe xong liền tát Phương Duyệt một bạt tai, tức giận nói, ở đâu ra con nhỏ bố láo này vậy? Sao cô có thể sỉ nhục cậu Dương chứ? Không biết gì thì im mồm đi, nếu còn nói thêm một câu thừa thãi nào thì ông đây đánh nát mồm cô. Cậu Dương, lần này nhà họ Hùng chúng tôi thật sự đến đây với thành ý. Cậu xem, bố tôi đã đích thân đánh gãy hai chân thằng xúc sinh này rồi, nếu như không phải vì thân thể có bệnh, nhất định ông ấy sẽ tự mình đến xin lỗi cậu, Hùng Bác Thành vội vàng nói. Chỉ là Dương Thanh không nhìn thấy được thành ý của Hùng Bác Thành, trông chỉ như diễn kịch. Cậu Dương, Dương Thanh. Bỏ đi, Tần Thanh Tâm đột nhiên nói. Dương Thanh vốn dĩ muốn diệt tận gốc nhà họ Hùng, nhưng Tần Thanh Tâm đã lên tiếng thì anh chỉ có thể bỏ qua. Nể mặt vợ tôi bỏ qua cho nhà mấy người một lần, nếu còn có lần sau, nhà họ Hùng cũng không nên tồn tại nữa, Dương Thanh lạnh lùng nói. Nghe Dương Thanh nói xong, Hùng Bác Nhân vui mừng khôn xiết, tuy đôi chân đã bị gãy nhưng ít nhất có thể giữ được tính mạng, sống tạm còn hơn là chết. Cảm ơn cậu Dương. Cảm ơn cậu Dương, hai anh em nhà họ Hùng cảm ơn rối rít. Cút đi, Dương Thanh quát, người nhà họ Hùng vội vàng rời đi. Chúng ta đi thôi, Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm rời đi. Cụ Tần đã kinh ngạc đến tột độ, lão ta không ngờ gia đình bị lão đuổi khỏi gia tộc lại có thằng con rể ghê gớm như thế này. Nhà họ Hùng là gia tộc hàng đầu Giang Hải, nhà họ Tần có nằm mơ cũng muốn được liệt vào hàng ngũ đấy. Vậy mà giờ đây người kế thừa của gia tộc hàng đầu này lại đích thân đến xin lỗi Dương Thanh. Lúc này Phương Duyệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, làm màu ghê thiệt, tên ăn hại đó giờ to gan đến thế rồi à. Dám lừa cả người thừa kế của nhà họ Hùng cơ đấy. Cháu có ý gì, cụ Tần nhíu mày. Phương Duyệt nói, ông ngoại, ông không hiểu sao. Người nhà họ Hùng nhận nhầm người, Hùng Bác Thành sau này có thể sẽ trở thành chủ gia tộc họ Hùng. Sao có thể cúi đầu xin lỗi một tên ăn hại như vậy chứ? Nhận nhầm người. Trong lòng cụ Tần vốn dĩ đầy thắc mắc, sau khi nghe Phương Duyệt nói, lão ta mới vỡ lẽ, chỉ có nhận nhầm người mới có thể giải thích được chuyện này. Ông ngoại, không phải Hùng Bác Thành nói là cậu Dương sao? Nhà họ Hùng muốn xin lỗi anh Dương đó. Phương Duyệt cười, nhìn sang Dương Uy với vẻ như đang tranh công, anh Dương, em đoán không sai chứ? Tuy Dương Uy không rõ chuyện gì nhưng lúc này Phương Duyệt đã ba hoa thay cho anh ta nên đương nhiên anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh ta cười tỏ vẻ khiêm tốn, mấy ngày trước, quả thật anh có chút xung đột với nhà họ Hùng, nhưng không ngờ bọn họ cũng biết anh đến nhà họ Tần, còn đích thân tới xin lỗi. Quả nhiên là như vậy. Phương Duyệt vui mừng nói, tiếc là bọn họ nhận nhầm người. Nhưng mà không sao cả, đợi nhà họ Hùng nhận ra thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Dương Thanh. Cậu Dương đúng là lợi hại, có thể khiến cả nhà họ Hùng đích thân đến xin lỗi, cụ Tần chợt bừng tỉnh, cười lớn nói. Trong lòng lão ta đã bắt đầu tính toán, nhà họ Dương tuy là gia tộc ở thành phố khác nhưng lại có thể khiến nhà họ Hùng đến tận cửa xin lỗi. Một khi Phương Duyệt vào nhà họ Dương rồi, việc nhà họ Tần muốn vươn lên trở thành gia tộc hàng đầu không phải sẽ dễ như trở bàn tay hay sao? Nghĩ đến đây,
lão ta càng nhìn Dương Uy càng thấy vừa mắt, thiếu điều muốn gả Phương Duyệt cho Dương Uy ngay lập tức. Chủ tịch Tần, nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi xin phép đi trước đây, Dương Uy đột nhiên nói. Cụ Tần vội vàng trả lời, Duyệt Duyệt, mấy ngày này cháu không cần đến công ty, thay ông chiêu đãi cậu Dương cho tốt. Vâng thưa ông ngoại, Phương Duyệt vui vẻ nhận lời. Dương Uy thầm cười khẩy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, cùng Phương Duyệt rời đi. Anh Dương, anh còn trẻ tuổi như vậy, chắc là chưa kết hôn đâu nhỉ, Phương Duyệt vừa lái xe vừa hỏi. Sao Dương Uy có thể không biết ý đồ của Phương Duyệt được? Duyệt Duyệt nghĩ thế nào, Dương Uy cười xấu xa, ánh mắt thay đổi khi nhìn sang Phương Duyệt. Cả người Phương Duyệt run lên, đến cả tay lái cũng run rẩy. Anh Dương đẹp trai như vậy, em chắc chắn là chưa kết hôn, khuôn mặt Phương Duyệt đỏ ửng, tỏ vẻ không hiểu được ẩn ý của Dương Uy. Dương Uy càng không kiêng nể gì. Phương Duyệt đỏ cả mang tai, anh Dương, bây giờ, chúng ta đi đâu? Đến khách sạn anh ở đi, ánh mắt Dương Uy thoáng lóe lên tia sáng. Phương Duyệt đã đổ anh ta từ lâu, cậu còn không được ấy chứ. Một bên khác, sau khi ra khỏi tập đoàn Tần Thị, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đi thẳng đến tập đoàn Tam Hòa. Suốt dọc đường, trông cô Tiêu Nghỉu buồn bã khiến Dương Thanh rất đau lòng. Dương Thanh, thả em xuống ở cổng công ty là được rồi, Tần Thanh Tâm biết thân phận của Dương Thanh đặc biệt, không muốn anh bị lộ thân phận. Dương Thanh gật đầu, đợi tan làm anh tới đón em, rồi mình cùng đi đón Tiêu Tiêu về nhà. Được, Tần Thanh Tâm nói xong, xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng cô dần biến mất, Dương Thanh lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, điều tra một người cho tôi, anh ta họ Dương, khoảng 30 tuổi, vừa đến tập đoàn Tần Thị. Không phải do anh quá cẩn trọng, mà là khi nhìn Tần Thanh Tâm, ánh nhìn của anh ta không hề có ý tốt. Anh không muốn cô phải gặp bất kỳ chuyện gì nữa. Không lâu sau đó chuông điện thoại của Dương Thanh vang lên, anh bắt máy thì nghe thấy Lạc Bân nói, cậu ta là Dương Uy, người Châu Thành, cũng có thể xem như thuộc gia tộc hàng đầu ở đó. Tập đoàn Thành Hà là sản nghiệp nổi tiếng nhất dưới trướng nhà họ Dương. Mấy ngày trước chúng ta đã gặp Dương Liễu ở nhà hàng Bắc Hoa Xuân, đó là em gái ruột của cậu ta. Dương Thanh híp mắt lại, ra là vậy, vậy thì đừng để bất kỳ việc buôn bán nào của nhà họ Dương xuất hiện ở Giang Hải. Nỗi bi ai của nhà họ Hùng vâng, thưa chủ tịch. Lạc Bân vội vã đáp lời, sau đó ông ta lại hỏi lại, cậu còn có chuyện gì cần dặn dò nữa không? À phải rồi, còn chuyện của nhà họ Hùng, tạm thời tha bọn họ một lần, nhưng cần phải phạt thật nặng, Dương Thanh nhớ lại lúc nãy đã đồng ý với Tần Thanh Tâm sẽ tha cho nhà họ Hùng. Cúp điện thoại, Dương Thanh nổ máy xe rời đi. Sau khi Hùng Bác Thành ra khỏi tập đoàn Tần Thị, ông ta cười lạnh một tiếng, chỉ là thằng con rể vô dụng của dòng thấp kém mà thôi, còn tưởng mình là kẻ có thể hô mưa gọi gió thật đấy à. Nếu không vì đổ hết nguy cơ lần này lên đầu Hùng Bác Nhân thì tao sẽ tới xin lỗi mày chắc. Dứt lời, ông ta liền rút điện thoại ra gọi, anh Khải, em có việc muốn nhờ anh ra tay ạ. Chú gọi vì chuyện muốn gỡ bỏ lệnh cấm cho khu vui chơi của nhà họ Hùng nhỉ, hiển nhiên người được gọi là anh Khải này đã biết được chuyện rắc rối của nhà họ Hùng. Hùng Bác Thành vội vàng nói, anh Khải, nếu anh đã biết rồi thì em cũng không lòng vòng với anh nữa. Anh hãy giúp em lần này, chờ đến khi em ngồi lên cái ghế chủ gia tộc rồi, hai anh em chúng ta bắt tay hợp tác thì dù có là bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải cũng có xá gì. Trước mặt anh Khải, Hùng Bác Thành không hề che giấu dã tâm của mình. Anh Khải thở dài, Bác Thành, không phải anh Khải không muốn giúp chú, mà lần này nhà họ Hùng thật sự đã chọc đến tổ kiến lửa rồi. Không giấu gì chú, anh cũng đã chủ động tìm các mối quan hệ giúp chú, vốn là vẫn còn người đồng ý tiếp anh đấy, nhưng anh vừa nhắc đến chuyện của nhà họ Hùng chú, người ta lập tức đuổi anh ra ngoài. Anh đây có lòng giúp, nhưng không đủ sức mà giúp. Sao cơ, khuôn mặt Hùng Bác Thành hiện rõ nỗi khiếp sợ, ngay cả anh Khải cũng không có cách nào cứu vãn sao. Đến tận lúc này, Hùng Bác Thành mới hiểu được rằng, lần này nhà họ Hùng đã đụng phải tay cộm cán rồi. Nhưng dù ông ta có nghĩ nát óc cũng không hiểu được, rốt cuộc thì nhà họ Hùng đã đắc tội với nhân vật lớn cỡ nào mà thậm chí cả anh Khải ra mặt cũng không thể dàn xếp nổi. Còn về Dương Thanh mà ông ta mới tìm đến, đã bị ông ta gạt khỏi từ đầu. Tại biệt thự nhà họ Hùng, tất cả người trong dòng chính đều có mặt. Hùng Thanh Sơn ngồi trên vị trí cao nhất, nét mặt tràn ngập lo âu, đúng lúc này, điện thoại của lão ta đột nhiên vang lên. Lão ta cuống quýt nhận cuộc gọi.
bỗng nghe được một giọng nói từ trong điện thoại vọng ra, ông chủ, trừ dinh thự số 1, hộp đêm bác nhân, và hộp đêm bác thành bị đóng cửa vĩnh viễn ra thì tất cả sản nghiệp khác của nhà họ Hùng đều được gỡ lệnh cấm. Cụ à, chuyện sao rồi ạ? Nguy cơ của nhà họ Hùng đã được giải quyết rồi ạ? Khi Hùng Thanh Sơn cúp điện thoại, tất cả thành viên dòng chính đều ngước khuôn mặt mong đợi lên hỏi ông ta. Khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng của Hùng Thanh Sơn cuối cùng cũng có thể thả lỏng, trên mặt lão ta hiện lên một nụ cười, lần này bác Thành đã không khiến tôi thất vọng. Ha ha, tốt quá rồi, cuối cùng nhà họ Hùng cũng được cứu rồi. Vẫn là bác Thành có khả năng, không có chuyện gì mà anh ấy không làm được cả. Dĩ nhiên rồi, bác Thành là người thừa kế do chính chủ gia tộc chỉ định cơ mà. Tất cả mọi người đều vui vẻ hoan hô, ai nấy cũng đều cất lời khen ngợi Hùng bác Thành. Trong mắt Hùng Thanh Sơn xẹt qua một tia thâm trầm, người khác không rõ chứ lão ta thì hiểu rất rõ về đứa con trai này. Nếu như không phải lão ta công khai với mọi người vị trí chủ gia tộc sẽ truyền lại cho Hùng Bác Thành thừa kế thì e rằng Hùng Bác Nhân đã biến mất khỏi cõi đời này thì lâu rồi. Lão ta vẫn luôn giấu kín một bí mật trong lòng mình, một bí mật mà trừ bản thân lão ta ra không một ai hay biết. Thật ra Hùng Bác Thành không phải con trai ruột của lão ta. Lúc trẻ vợ lão ta đã cắm sừng lão để sinh ra Hùng Bác Thành. Đương nhiên, nếu không phải vì mặt mũi của gia tộc thì lão ta đã giết con đàn bà lăng loàn đó từ lâu rồi. Khi Hùng Thanh Sơn đang suy nghĩ lung tung, Hùng Bác Thành đã trở lại. Bác Thành, không hổ là người thừa kế mà chủ gia tộc đã chọn, nếu không có cậu thì nhà họ Hùng đã xong rồi. Đúng vậy, bác Thành, chú đại diện cho cả nhà chúng ta xin cảm ơn cháu. Bác Thành, cháu chính là người ưu tú nhất trong đám con cháu nhà họ Hùng, sau này nhất định cháu sẽ lãnh đạo nhà họ Hùng đi tới một tương lai càng huy hoàng sáng lạn hơn. Hùng Bác Thành mới vào đến cửa đã bị một đám người thuộc dòng chính quay lại. Sau khi ông ta nghe thấy đống lời khen của họ thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ông ta đã đi nhờ cậy rất nhiều người nhưng vẫn không tìm ra cách gì để giúp đỡ nhà họ Hùng thoát cảnh khốn khó, tại sao mọi chuyện lại đột nhiên được giải quyết xong xuôi hết rồi. Tuy thấy khó hiểu, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn tỏ ra khiêm tốn tươi cười, mọi người đừng khách sáo như vậy, đứng ở vị trí người thừa kế, đây đều là chuyện mà cháu phải làm thôi. Lúc này, Hùng Thanh Sơn đi đến giữa nhóm người, lão ta vỗ một cái lên bả vai Hùng Bác Thành, con làm rất tốt, bố có chết thì cũng có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi. Ngoài mặt, Hùng Thanh Sơn vẫn cần biểu hiện ra sự quan tâm cần thiết đối với đứa con này. Hùng Bác Thành liền vội vàng nói, xem bố nói gì kìa, chắc chắn bố sẽ sống lâu trăm tuổi mà. Được rồi, nếu đã thoát khỏi cơn nguy khốn, mọi người cũng lo lắng cả đêm rồi, bàn giao lại công việc đang làm, mọi người đều về nhà nghỉ ngơi đi, Hùng Thanh Sơn phất phất tay ra lệnh. Tất cả đều rời đi, Hùng Thanh Sơn đột nhiên cất tiếng hỏi, sao bác nhân không trở về cùng con? Sâu trong mắt Hùng Bác Thành hiện lên một tia độc địa, ông ta nói. Dù sao bác nhân vẫn đang bị thương nặng, sau khi đến xin lỗi cậu Dương xong con đưa nó đến bệnh viện nghỉ dưỡng rồi. Được, vậy bố yên tâm rồi, Hùng Thanh Sơn không để ý đến sự thay đổi của Hùng Bác Thành, nghe xong thì xoay người về phòng của mình. Lão già kia, tưởng tôi không biết gì hết sao? Tôi muốn xem đến khi thằng con trai duy nhất và thằng cháu nội của ông chết rồi, đến lúc đấy ông còn muốn giở trò gì với tôi? Nhìn theo bóng Hùng Thanh Sơn rời đi. Đôi mắt Hùng Bác Thành bốc lên sát khí hừng hực. Dứt lời, ông ta liền rút điện thoại ra gọi, Hùng Vĩ và Hùng Bác Nhân có thể xuống mổ rồi, nhưng nhất định phải để bọn nó chết trong bệnh viện. Hùng Bác Thành cũng không muốn ra tay sớm như vậy, nhưng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để thực hiện. Ông ta tự lẩm bẩm, thằng Hùng Vĩ đã bị thương nặng, chết rồi thì vẫn dễ giải thích. Thế nhưng muốn Hùng Bác Nhân chết, phải nghĩ ra một cái cớ tốt mới được. Mới một lát, ông ta đã nghĩ ra mình cần phải làm gì, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười nhạt, nếu mày đã thích giả làm kẻ có quyền có thế như vậy, thế thì tội này cứ đổ hết lên đầu mày đi. Không lâu sau, một tin tức khủng khiếp của nhà họ Hùng bị khui ra, đứa cháu trai đời thứ ba duy nhất của nhà họ Hùng đã qua đời do vết thương nhiều lần nhiễm trùng, dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Bố anh ta là Hùng Bác Nhân sau khi biết được tin dữ. Do quá nóng lòng muốn đi thăm con trai đã trượt chân ngã xuống cầu thang, dẫn đến tình trạng não bộ xuất huyết trên diện rộng, cấp cứu vô hiệu, đã tử vong ngay sau đó. Nhà họ Hùng dù gì cũng là gia tộc hàng đầu của Giang Hải, tin tức này rất nhanh đã lan khắp toàn bộ Giang Hải.
Dương Thanh, anh có nghe nói chưa? Hùng Vĩ và Hùng Bác Nhân đều chết rồi. Dương Thanh vừa gặp Tần Thanh Tâm tại cửa tập đoàn Tam Hòa đã bị cô hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chết rồi. Dương Thanh không hề nghe được tin gì về chuyện này, lúc này khi nghe thấy Tần Thanh Tâm nói vậy anh cũng thấy vô cùng ngạc nhiên. Em nhìn anh như vậy làm gì? Lẽ nào em cho rằng cái chết của họ do anh gây nên sao? Dương Thanh hỏi. Tần Thanh Tâm khẽ lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập lo lắng nói, không phải em nghi ngờ anh, mà do nguyên nhân cái chết của Hùng Vĩ là bởi nhiễm trùng nhiều lần mà tử vong. Nếu đúng là vậy thật thì chắc chắn nhà họ Hùng sẽ đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu anh, dù gì thì vết thương của Hùng Vĩ cũng do một tay anh gây ra. Dương Thanh bật cười, Thanh Tâm, em yên tâm đi, chuyện này chắc chắn sẽ không dây dưa gì đến anh đâu, tuy anh đánh Hùng Vĩ nhưng tất cả vết thương đều không gây nguy hiểm đến tính mạng, có điều tra thì cũng không có liên quan gì đến anh. Tuy là như vậy nhưng anh vẫn phải đề phòng nhà họ Hùng đấy. Yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận mà, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta đi đón Tiêu Tiêu thôi. Dương Thanh nổ máy xe đi đến trường mầm non Lam Thiên. Tần Thanh Tâm không phát hiện ra trong mắt Dương Thanh vừa lóe lên tia sáng lạnh lẽo, anh nghĩ thầm trong lòng, một nhà họ Hùng nhỏ nhoi mà cũng ẩn giấu nhiều chuyện ghê. Nhưng có nhiều toan tính hơn nữa cũng đừng nghĩ đến việc quấn lấy chân tôi, nếu không, tôi cũng không ngại nhấc chân dẫm bằng nhà họ Hùng đâu. Sự tức giận của Tần Thanh Tâm. Bên trong biệt thự nhà họ Hùng có hai cái xác chết, một là Hùng Bác Nhân, một là Hùng Vĩ. Dù sao nhà họ Hùng cũng là gia tộc hàng đầu tại Giang Hải. Hiện giờ nơi đây vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người nghe tin chạy tới dự tang lễ. Hùng Bác Thành đau khổ nói, Bác Nhân, sao chú lại đi nhanh như vậy? Anh còn đang đợi ngày cùng chú phát triển nhà họ Hùng. Bây giờ chú ra đi để lại một mình anh, ước mơ to lớn của chúng ta phải làm sao đây? Hùng Bác Thành nước mắt nước mũi giàn giụa, người nào không biết còn tưởng quan hệ giữa ông ta và Hùng Bác Nhân thân thiết lắm. Mong chủ gia tộc họ Hùng hãy nén bi thương, có người bước tới an ủi. Hùng Thanh Sơn ngơ ngác không thèm đếm xỉa bất kỳ ai. Từ sau khi nghe được tin dữ, lão ta vẫn cứ như vậy. Toàn bộ nhà họ Hùng đều chìm vào bi thương vô hạn. Chỉ là không biết ai đau buồn thật ai đang giả vờ. Mãi đến sáng ngày hôm sau, Hùng Thanh Sơn mới tỉnh táo lại một chút. Lão ta vừa định đứng dậy đã lảo đảo suýt ngã. Cụ ơi! Có người thấy vậy sợ hãi hô lên, vội vàng chạy tới đỡ. Đi ra! Hùng Thanh Sơn giận dữ giống lên, không một ai dám đến gần lão ta nữa. Lão ta nắm lấy cây gậy trong tay, tự dùng sức mình chậm rãi đứng thẳng dậy. Giờ phút này, mọi người đều cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ uy nghiêm vô hình tỏa ra từ người Hùng Thanh Sơn. Đến cả Hùng Bác Thành cũng phải kiêng kỵ. Mặc dù Hùng Thanh Sơn đã lớn tuổi nhưng nhà họ Hùng có thể trở thành gia tộc hàng đầu đều nhờ vào lão ta, sao có thể đơn giản như vậy được? Tôi có hai chuyện phải tuyên bố. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Hùng đều đóng cửa trong vòng 3 ngày. Nghiêm cấm người nhà họ Hùng ăn chơi nhảy múa, Hùng Thanh Sơn cao giọng nói. Tất cả mọi người đều giật mình. Hùng Thanh Sơn muốn bọn họ phải tưởng niệm trong 3 ngày, nhưng nếu đóng cửa các sản nghiệp thì sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ to lớn. Mặc dù có người lo lắng lợi ích cá nhân bị tổn hại nhưng lúc này không ai có gan nói ra. Chuyện thứ hai. Hùng Thanh Sơn quét mắt nhìn đám người một lượt, bất kỳ ai cũng không được bàn tán về nguyên nhân cái chết của Bác Nhân và thằng Vĩ. Kẻ nào vi phạm lập tức đuổi khỏi gia tộc. Nghe vậy, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Thưa bố, mặc dù nói thằng Vĩ và Bác Nhân chết vì sự cố ngoài ý muốn, không kịp chữa trị nhưng chúng ta đều hiểu rõ, Hùng Vĩ bị đánh nên mới ra nông nỗi này. Chẳng lẽ mối thù này cứ bỏ qua dễ dàng như vậy thôi sao? Một người phụ nữ trung niên đỏ mắt hỏi. Bà ta chính là vợ của Hùng Bác Nhân. Hai người vừa chết kia là chồng, là con của bà ta. Đương nhiên bà ta sẽ không cam lòng. Câm miệng. Hùng Thanh Sơn nghe xong liền nổi giận. Trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên kia quát lớn, bọn nó chết vì sự cố ngoài ý muốn, không hề liên quan đến bất cứ ai. Hiểu chưa hả, người phụ nữ trung niên kia cũng bị cơn giận của Hùng Thanh Sơn dọa sợ, vội vàng ngậm miệng. Mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu chọc giận Hùng Thanh Sơn, bà ta sẽ rất khó sống. Mọi người đã nghe rõ hai chuyện tôi vừa dặn chưa, Hùng Thanh Sơn nhìn mọi người xung quanh, lớn tiếng hỏi. Rõ rồi ạ, tất cả đều đồng thanh hô to. Bác Thành,
con đi theo bố, lúc Hùng Bác Thành còn đang nghi hoặc, Hùng Thanh Sơn chợt gọi ông ta lại. Hùng Bác Thành đi theo bố mình đến phòng làm việc. Con có hiểu tại sao vừa rồi bố phải nói như vậy không? Hùng Thanh Sơn nhìn chằm chằm Hùng Bác Thành, sắc mặt lạnh lùng không cảm xúc. Hùng Bác Thành lắc đầu đáp, con vốn định hỏi riêng bố, tại sao lại từ bỏ báo thù. Cậu ta có thể khiến tất cả khu giải trí của nhà họ Hùng đóng cửa chỉ trong một thời gian ngắn, lại có thể tùy ý cho mở cửa trở lại. Như vậy đã đủ để chứng minh, cậu ta có quyền lực rất lớn, muốn hủy hoại nhà họ Hùng dễ như trở bàn tay. Hai mắt Hùng Thanh Sơn chợt lóe lên, nếu bây giờ chúng ta công khai chuyện cậu ta hại chết thằng Vĩ và bác Nhân, con nghĩ cậu ta sẽ còn cho nhà họ Hùng con đường sống sao? Hùng Bác Thành chưa từng nghĩ mọi chuyện liên quan đến Dương Thanh nên mới không hiểu được ý đồ của Hùng Thanh Sơn. Hiện giờ, ông ta đã hiểu rõ tất cả. Cho dù cậu ta mạnh thì cậu ta vẫn là người hại chết bác Nhân và Hùng Vĩ. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải nhẫn nhục chịu được như vậy? Hùng Bác Thành đỏ mắt, không cam tâm nói. Hùng Thanh Sơn nheo mắt nhìn Hùng Bác Thành, hỏi một đằng trả lời một nẻo, con nghĩ cái chết của bác Nhân và thằng Vĩ có phải do người ta cố tình hại không? Vốn chính là do người ta cố tình hại mà. Cao thủ bên cạnh Dương Thanh đã đánh Hùng Vĩ bị thương nặng mới dẫn đến cái chết. Còn cả cái chết ngoài ý muốn của bác Nhân nữa, Hùng Bác Thành đáp. Ý của bố là, liệu có phải vì bác Nhân và thằng Vĩ động chạm đến lợi ích của người nào đó nên mới bị hãm hại rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu Dương Thanh hay không? Hùng Thanh Sơn nhìn chằm chằm Hùng Bác Thành như muốn tìm được điều gì đáng nghi trên mặt ông ta. Hùng Bác Thành đã sớm nghĩ đến trường hợp mình sẽ bị Hùng Thanh Sơn hoài nghi. Vậy nên ông ta đã chuẩn bị từ trước, sao có thể để lộ dấu vết được? Lập di chúc? Cái gì? Không lẽ bố đã tìm ra được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bác Nhân và thằng Vĩ rồi sao? Hùng Bác Thành tỏ vẻ kinh ngạc nói, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hùng Thanh Sơn hơi thất vọng vì không nhìn ra được điểm đáng ngờ nào trên mặt Hùng Bác Thành. Lão ta nghiêm túc nói, bác Thành, con nói không sai. Chúng ta không thể để cho bác Nhân và thằng Vĩ chết oan uổng như vậy. Bố chỉ còn một đứa con trai là con, chỉ cần con có thể báo thù cho chúng nó, bố sẽ lập tức nhường vị trí chủ gia tộc lại cho con. Con có thể hiểu là nếu con không báo thù được cho bác Nhân và thằng Vĩ, bố sẽ không truyền vị trí chủ gia tộc lại cho con nữa không? Hùng Bác Thành híp mắt lại. Hùng Thanh Sơn nghe vậy liền cau mày, hiện giờ bố chỉ còn con là con trai. Không truyền vị trí chủ gia tộc cho con thì còn cho ai nữa? Không phải bố còn cả con gái nữa sao? Con rể nữa, biết đâu một ngày bố không vui sẽ nhường vị trí chủ gia tộc cho bọn họ thì sao? Hùng Bác Thành bỗng nhiên bật cười, dù sao bọn họ mới là con ruột của bố, còn con chỉ là đứa con hoang do mẹ ngoại tình sinh ra. Bình thường bố cố tình thể hiện thái độ muốn cho con làm chủ gia tộc đời kế tiếp chỉ là để bảo vệ cho thằng con trai vô dụng và đứa cháu nội kia của bố. Con nói có đúng không? Thằng mất dạy, Hùng Bác Sơn giận tím mặt, không dám tin vào tai mình. Lão ta không biết Hùng Bác Thành biết những chuyện này từ khi nào, nhưng tất cả đều là sự thật. Con còn biết, bố bảo con báo thù cho hai thằng vô dụng kia chỉ là để mượn dao giết người. Bởi vì vừa rồi bố đã tuyên bố cái chết của bọn họ không liên quan đến bất kỳ ai. Chỉ cần con đi gây sự với Dương Thanh, nếu thành công thì coi như đã báo thù thành công. Còn thất bại thì bố cũng có thể chối bỏ toàn bộ trách nhiệm. Bố thân yêu của con, để bảo vệ hai thằng vô dụng kia, mấy năm nay bố đã tốn không ít công sức. Thế nhưng không sao nữa rồi, bọn chúng đều đã chết, sau này bố sẽ không cần khổ tâm nữa. Hùng Bác Thành thản nhiên không hề sợ hãi. Hùng Thanh Sơn nghe thấy những lời này, hai mắt đã trợn trừng, cả giận nói cút. Cút ra ngoài cho tao. Cho dù có chết tao cũng không bao giờ truyền vị trí chủ gia tộc cho mày. Cuối cùng bố cũng chịu thừa nhận rồi. Nếu con có làm gì bất hiếu chắc cũng có thể hiểu được phải không? Hùng Bác Thành khiêu khích nói. Mày có ý gì? Hùng Thanh Sơn chợt có dự cảm không lành. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào. Sếp Hùng, tôi đã lập xong di chúc thay chủ gia tộc, ông ta cũng đã ký xong, ông xem có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì, chỉ cần chủ gia tộc điểm chỉ bản di chúc này sẽ lập tức có hiệu lực, người đàn ông trung niên cung kính đứng cạnh Hùng Bác Thành, giơ bản di chúc ra. Thấy người đàn ông trung niên kia xuất hiện, lại nghe được lời ông ta nói, Hùng Thanh Sơn liền đứng bật dậy chỉ vào ông ta cậu nói cái gì vậy?
Tôi bảo cậu lập di chúc cho tôi lúc nào? Tôi ký tên bao giờ? Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, ông chủ à, ông đã ký tên vào bản di chúc này rồi. Nói xong, ông ta còn giơ di chúc cho Hùng Thanh Sơn đọc. Sau khi thấy nội dung di chúc, lão ta lập tức nổi giận, cậu lừa tôi. Dứt lời, lão ta liền cảm thấy tim đau nhói, sắc mặt tái nhợt lại. Lão ta giơ bàn tay run rẩy định lấy thuốc trợ tim trong túi áo. Hùng Bác Thành chợt cười phá lên, bước tới trước mặt lão ta lấy lọ thuốc trợ tim ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Bố thân yêu của con, hiện tại con có thể nói cho bố biết một chuyện. Hùng Bác Thành ghé sát vào tai Hùng Thanh Sơn, nhỏ giọng nói, kỳ thực cái chết của hai thằng vô dụng kia là do con sai người cố ý tạo thành tai nạn ngoài ý muốn. Bố xuống địa ngục bầu bạn với chúng đi, còn nhà họ Hùng, con sẽ tiếp quản thật tốt. Ông ta vừa nói xong, Hùng Thanh Sơn liền trợn trừng hai mắt, tâm trạng bị kích động cực hạn. Chẳng mấy chốc Hùng Thanh Sơn đã tắt thở, chết không nhắm mắt. Bố! Bỗng trong phòng làm việc vang lên một tiếng gào thét đau đớn, mau gọi xe cứu thương. Gọi xe cứu thương đi. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, nhà họ Hùng đã có 3 người qua đời liên tiếp. Tin tức này đã khiến toàn bộ Giang Hải chấn động. Khi còn sống Hùng Thanh Sơn đã nhiều lần ám chỉ muốn cho Hùng Bác Thành là người thừa kế, hiện giờ lại có di chúc đầy đủ, ông ta nghiễm nhiên trở thành chủ gia tộc. Tại nhà họ Tần, sau khi cụ Tần biết được tin tức này cũng rất kinh ngạc. Vội vàng gọi Phương Duyệt tới. Phương Duyệt, ông ngoại giao cho cháu một nhiệm vụ, nhất định phải quyến rũ được Dương Uy. Chỉ cần cháu được gả vào nhà họ Dương, nhà họ Tần sẽ được nâng cao địa vị, cụ Tần nghiêm túc dặn dò. Mấy ngày nay, hầu như Phương Duyệt đều ở cùng Dương Uy, cô ta đã mê muội không có lối thoát rồi. Cô ta đắc ý nói, ông ngoại yên tâm, cháu đã quyến rũ được Dương Uy rồi. Anh ấy cũng nói sau khi trở về Châu Thành sẽ lập tức chuẩn bị cầu hôn. Ha ha, tốt, tốt lắm. Cụ Tần nghe xong liền mừng rỡ. 3 đời nhà họ Hùng liên tiếp chết đi, đến cả Hùng Thanh Sơn cũng bỏ mạng. Lão ta tin chắc chuyện này không hề đơn giản như vậy. Ngày hôm đó Hùng Bác Thành và Hùng Bác Nhân tự tìm tới xin lỗi. Mặc dù đã nhận lầm người nhưng ít nhất cũng giúp lão ta hiểu được nhà họ Hùng đắc tội Dương Uy nên mới gặp phải chuyện này. Tần Thanh Tâm tan làm vừa bước ra khỏi tòa nhà đã thấy Dương Thanh đợi sẵn ở ngoài cổng tập đoàn Tam Hòa. Dương Thanh, sao anh lại làm như vậy? Vừa trông thấy anh, Tần Thanh Tâm liền nổi giận đùng đùng. Dương Thanh ngơ ngác hỏi, Tâm, anh đã làm chuyện gì? Đúng là nhà họ Hùng sai, nhưng cũng không làm gì em và Tần Y. Anh lại vì bọn em giết hại 3 đời nhà họ. Có phải anh cảm thấy mình rất lợi hại nên có thể làm việc tùy tiện như vậy không? Tần Thanh Tâm đỏ bừng mắt chất vấn. Nhà họ Hùng liên tiếp xảy ra chuyện khiến cô không thể không liên tưởng đến Dương Thanh. Dù sao nhà họ Hùng cũng là gia tộc hàng đầu, đến cả 4 gia tộc lớn của Giang Hải cũng không dám tùy ý động chạm nhà họ Hùng. Ngoại trừ Dương Thanh, cô không nghĩ ra ai khác có thể làm được những chuyện này. Dương Thanh cười chua xót Tâm. Trong mắt em anh chỉ là một con quái vật giết người không chớp mắt như vậy sao? Tần Thanh Tâm bị đánh. Tần Thanh Tâm nghe thấy Dương Thanh nói vậy, bỗng cảm thấy áy náy. Thế nhưng nghĩ tới mạng sống 3 người nhà họ Hùng, cô lại kiên định nói với Dương Thanh, em chỉ không muốn anh vì em mà phạm pháp. Dương Thanh biết Tần Thanh Tâm lương thiện, cũng không giải thích nhiều, chỉ đáp lại một câu, anh biết rồi. 2 người lái xe tới trường mầm non Lam Thiên. Dọc đường ai cũng im lặng không nói năng gì. Dương Thanh không biết phải nói gì, còn Tần Thanh Tâm lại cảm thấy mình đã nặng lời với anh, áy náy muốn xin lỗi nhưng không biết phải nói như thế nào. Thế nhưng sau khi đón được Tiêu Tiêu, 2 vợ chồng liền bị cô bé chọc cười vui vẻ. Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu trở về biệt thự nhà họ Tần. Tiêu Tiêu hớn hở nói, bà ngoại, hôm nay bố lại đón cháu về nữa nè. Châu Ngọc Thúy tình ý nghe thấy chữ lại trong lời nói của Tiêu Tiêu, sắc mặt lập tức xa sầm lại, chất vấn Tần Thanh Tâm, không phải mấy ngày nay Dương Thanh đều đưa đón con và Tiêu Tiêu đấy chứ. Tần Thanh Tâm nhíu mày không vui nói, mẹ, anh ấy chỉ đưa đón chúng con thôi. Hơn nữa anh ấy là bố của Tiêu Tiêu, đưa đón chúng con thì sao? Thì sao hả? Châu Ngọc Thúy cả giận mắng, bây giờ con là lãnh đạo của tập đoàn Tam Hòa, bao nhiêu người đều muốn cưới con làm vợ. Con cứ dây dưa với Dương Thanh như vậy còn gả cho ai được nữa. Tần Thanh Tâm biết Châu Ngọc Thúy có thành kiến rất lớn với Dương Thanh, không thèm đáp lại mà kéo Tiêu Tiêu đi thẳng lên tầng. Mẹ,
Con về rồi, lúc này Tần Y cũng về đến nhà. Vừa bước vào cửa, cô ta đã thấy Châu Ngọc Thúy đen mặt, cười hỏi ai lại trêu chọc mẹ nữa rồi. Châu Ngọc Thúy tức giận trừng mắt nhìn Tần Y, còn ai ngoài thằng vô dụng kia nữa. Không biết chị con bị chuốc bùa mê thuốc lú gì mà để cậu ta đưa đón mỗi ngày. Con nói xem, nếu những cậu chủ nhà giàu muốn cưới chị con thấy được thì họ còn muốn cưới nữa không? Tần Y nghe xong mới biết chuyện gì đã xảy ra, chợt nhớ tới ngày đó ở nhà hàng Bắc Viên Xuân trông thấy Lạc Bân và Tô Thành Vũ cung kính với Dương Thanh, không khỏi cười khổ, mẹ đừng lo lắng không đâu chuyện của chị nữa. Anh rể không giống như mẹ nghĩ đâu, sao lại gọi là lo lắng không đâu? Chờ đã, con gọi thằng vô dụng kia là gì? Châu Ngọc Thúy trợn trừng hai mắt. Tần Y không hề cảm thấy mình đã nói sai điều gì, anh rể ạ. Có phải hai đứa đều uống nhầm thuốc rồi hay không? Chị con cho cậu ta đưa đón mỗi ngày, đến cả con cũng gọi cậu ta là anh rể. Các con muốn chọc mẹ tức chết mới được có phải không? Châu Ngọc Thúy giận dữ. Mẹ! Tần Y vội vàng bóp vai lấy lòng Châu Ngọc Thúy. Mẹ à, vật đổi sao rời, đừng khinh thường người nghèo. 5 năm trước Dương Thanh là kẻ vô dụng nhưng ai có thể đảm bảo 5 năm sau anh ta vẫn là kẻ vô dụng chứ? Nếu chị con đã không chịu ly hôn thì chúng ta cứ cho anh ấy thời gian thử xem. Nếu anh ấy vẫn vô dụng như trước kia, không cần mẹ nhắc chị con cũng sẽ đá anh ấy đi. Nhưng nếu anh ấy có thể thay đổi thì sao? Nói không chừng một ngày nào đó anh ấy lại trở thành cậu con rể vàng của mẹ ấy chứ. Châu Ngọc Thúy không phản bác lại được Tần Y, tức giận nói con lắm chuyện lắm. Ai cũng có thể cưới con gái mẹ nhưng tuyệt đối không thể là thằng vô dụng kia. Mẹ cảnh cáo con, nếu còn dám gọi cậu ta là anh rể thì đừng trách mẹ nặng tay. Được rồi mà mẹ, con biết rồi, con đói chết mất, có cơm ăn chưa ạ? Tần Y cười hì hì đáp. Nhất định là kiếp trước mẹ thiếu nợ hai đứa nên kiếp này mới sinh ra hai đứa con gái khiến mẹ nhọc lòng như vậy, Châu Ngọc Thúy nói rồi quay người đi vào bếp. Ở trên tầng, Tiêu Tiêu nức nở nhìn Tần Thanh Tâm, mẹ ơi, tại sao bà ngoại lại ghét bố như vậy? Con muốn bố đến ở cùng chúng ta, mỗi ngày đều kể chuyện cho con nghe. Nghe Tiêu Tiêu nói vậy, lòng Tần Thanh Tâm quặn thắt. Tuy nói Châu Ngọc Thúy luôn muốn cô và Dương Thanh ly hôn. Nhưng hiện giờ Tiêu Tiêu không được ở cùng bố cũng một phần là do cô. Bây giờ cô tạm thời không ghét Dương Thanh, miễn cưỡng có một chút thiện cảm. Nhưng nếu sống cùng nhau, cô vẫn không thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Tiêu Tiêu đừng vội, sẽ có một ngày chúng ta sẽ sống với bố, Tần Thanh Tâm lau nước mắt cho Tiêu Tiêu, dịu dàng an ủi. Thật ạ, Tiêu Tiêu hào hứng hỏi. Tần Thanh Tâm không đành lòng lừa gạt cô bé, do dự một lúc mới kiên định gật đầu, thật. Tốt quá rồi, con yêu mẹ, con cũng yêu bố. Tiêu Tiêu lập tức mỉm cười vui sướng, thơm chụt một cái lên má Tần Thanh Tâm. Mua chuộc mẹ vợ. Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh lại đến cổng biệt thự nhà họ Tần đúng giờ như cũ. Nhưng anh không đợi được Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu mà gặp phải mẹ vợ. Châu Ngọc Thúy vác theo cán chổi chạy ra, thấy Dương Thanh đứng đó liền hùng hổ đi tới. Đồ khốn kiếp nhà cậu, còn dám dây dưa với Thanh Tâm. Tôi phải đánh chết cậu, Châu Ngọc Thúy vừa chửi vừa đánh. Với sức lực của Dương Thanh, một cái cán chổi có thể gây tổn hại gì cho anh? Anh không trốn tránh cũng không phản kháng, để Châu Ngọc Thúy tùy ý đánh mắng. Bà ta đánh một lúc, thấy Dương Thanh không né tránh mới hỏi nghi hỏi, không phải cậu bị đánh thành thằng ngu rồi đấy chứ? Sao lại không tránh? Dương Thanh nở nụ cười tươi rói, nếu con tránh, nhất định mẹ sẽ càng tức giận. Chỉ cần mẹ cho phép con ở bên Thanh Tâm. Đánh con thế nào cũng được. Đừng có mơ, Châu Ngọc Thúy hừ lạnh. Lúc này, bà ta mới liếc thấy chiếc xe ô tô màu đen đỗ bên cạnh Dương Thanh, trông có vẻ rất đẹp mắt. Nhưng đến khi nhìn thấy biểu tượng của hãng xe, bà ta liền bật cười chế giễu, chỉ với một cái xe nát tầm thường mà đòi ở bên con gái tôi sao? Dương Thanh chẳng mảy may tức giận, cười nói, mẹ muốn con làm thế nào mới chịu đồng ý cho con ở bên Thanh Tâm? Châu Ngọc Thúy đảo mắt. Bỗng nhiên nói, nếu mỗi tháng cậu có thể nộp cho tôi 50.000 tệ phí sinh hoạt, tôi sẽ tạm thời đồng ý cho cậu ở bên Thanh Tâm. Mẹ nói thật sao? Dương Thanh vô cùng vui sướng. Châu Ngọc Thúy khinh thường nhìn anh, tức giận nói, cậu thật sự cho rằng mỗi tháng kiếm 50.000 tệ dễ lắm sao? Trong lúc bà ta đang nói, Dương Thanh đã mở cửa xe lấy ra 5 xấp tiền 100 tệ mới tinh ở trong hộp để đồ cạnh ghế phụ. Mẹ, con xin gửi mẹ 50.000 trước. Một thời gian nữa con sẽ gửi mẹ thêm,
Dương Thanh cười tít mắt đưa 50.000 tệ cho bà ta. Châu Ngọc Thúy thấy Dương Thanh lấy 50.000 tệ ra khỏi xe, không khỏi sửng sốt. Trong mắt bà ta, Dương Thanh chỉ là một thằng vô dụng. Bà ta nói ra con số 50.000 cũng chỉ để cố ý làm khó dễ, nào ngờ anh lại có thể lấy được số tiền ấy. Cậu thực sự tặng tôi chỗ này sao? Châu Ngọc Thúy vội vàng đưa tay nhận lấy, còn sợ bị anh cướp lại. Dương Thanh gật đầu cười, mẹ đã cầm tiền trong tay rồi, chẳng lẽ con còn đòi lại được sao? Chỉ cần mẹ cho phép con ở bên Thanh Tâm, tháng sau con sẽ đưa mẹ 100.000. Được, cậu tự nói đấy, Châu Ngọc Thúy không hề dọ dự lập tức gật đầu, chỉ sợ Dương Thanh đổi ý. Dương Thanh kinh ngạc nghĩ, nếu biết mẹ vợ dễ giải quyết đến thế anh đã làm vậy từ lâu rồi. Chỉ mấy trăm nghìn mà thôi, cho dù có là mấy trăm triệu cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể được ở bên vợ và con gái, muốn anh từ bỏ mọi thứ cũng được. Mẹ đang làm gì thế? Tần Thanh Tâm dẫn Tiêu Tiêu ra ngoài trông thấy Châu Ngọc Thúy liền tức giận hỏi. Châu Ngọc Thúy vội vàng giấu tiền trong tạp dề, cố ý ho khan, Thanh Tâm, mẹ vừa mới suy nghĩ lại, dù sao Dương Thanh cũng là bố của Tiêu Tiêu, tạm thời cho cậu ta ở đây cũng được. Mẹ nói gì cơ? Tần Thanh Tâm không dám tin. Hơn ai hết, cô là người biết rõ bà ta ghét Dương Thanh tới mức nào. Châu Ngọc Thúy trừng mắt nhìn Tần Thanh Tâm, cả giận nói, mẹ chỉ cho cậu ta tạm thời ở lại thôi. Nếu biểu hiện không tốt phải lập tức cút ra ngoài. Dứt lời, Châu Ngọc Thúy liền quay người rời đi. Tiêu Tiêu sung sướng nói, mẹ không gạt con, bố thật sự đến ở với chúng ta rồi. Câu nói mẹ không gạt con của Tiêu Tiêu đã hoàn toàn bán đứng Tần Thanh Tâm. Cô lập tức đỏ bừng mặt, lườm Tiêu Tiêu nói, mau lên xe không lại đến muộn bây giờ. Sau đó, cô vội lôi Tiêu Tiêu lên xe, để lại Dương Thanh đứng đó cười ngây ngô, hình như Tiêu Tiêu đã để lộ điều gì đó. Dương Thanh đưa Tiêu Tiêu đến trường mầm non trước rồi mới đưa Tần Thanh Tâm tới tập đoàn Tam Hòa. Hoàn thành nhiệm vụ, anh ngâm nga khúc hát rời đi. Tần Thanh Tâm vừa tới văn phòng, Vương Mộng đã ném một tập tài liệu tới, Tần Thanh Tâm, cô in những cái này ra 20 bản để lát nữa dùng trong cuộc họp. Tần Thanh Tâm mang tài liệu được in tới. Vương Mộng xem qua một lượt rồi tức giận hất toàn bộ xuống đất, giận dữ quát, đây là tài liệu cô in được đấy hả? Có vấn đề gì sao? Tần Thanh Tâm nhặt một bản lên xem thử, không thấy có vấn đề gì. Tôi muốn in giấy một mặt, ai bảo cô in hai mặt? Việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, cô còn mặt mũi ở lại công ty sao? Vương Mộng giống lên. Nếu Tần Thanh Tâm còn không biết đối phương đang cố tình gây khó dễ thì đúng là con ngu. Vương Mộng, nếu cô cảm thấy tôi không có tư cách ở lại công ty có thể bảo phòng nhân sự sa thải thôi, đừng hành hạ tôi kiểu này, Tần Thanh Tâm cũng bắt đầu bực mình. Từ sau khi cô dùng thân phận người mới vào công ty làm việc, Vương Mộng thường xuyên lấy cớ bắt nạt cô. Ngày cô bị lừa tới hộp đêm bác nhân ký hợp đồng với Hùng bác nhân cũng là vì con đàn bà này. Được, bây giờ dám lên giọng với tôi rồi chứ gì? Cô tưởng mình vẫn là chủ tịch quyền lực của ngày trước sao? Tôi nói cho cô biết, hiện giờ cô là nhân viên dưới quyền tôi, bắt buộc phải nghe theo tôi. Nếu cô không chịu nổi cứ nộp đơn từ chức rồi cút đi, Vương Mộng châm chọc nói. Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ bừng lên, nghi hoặc hỏi, Vương Mộng, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô mà cô lại đối xử với tôi như vậy? Lúc trước nếu không nhờ tôi, cô sẽ được như ngày hôm nay sao? Bốp! Vương Mộng thẹn quá hóa giận, giơ tay tát vào mặt Tần Thanh Tâm, câm miệng ngay cho tôi. Gieo gió gặt bão. Cái tát này vô cùng giòn giã, trong giây lát ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn hết về phía này. Tần Thanh Tâm cực kỳ kinh ngạc, cô bưng bên má vừa bị Vương Mộng tát, tức giận thốt lên, cô dám đánh tôi. Tôi đánh thứ thấp hèn như cô đấy thì sao, công việc mà tôi giao cho cô làm được bao nhiêu chuyện. Kêu cô đi bàn chuyện hợp tác với nhà họ Hùng, cuối cùng thì sao? Không chỉ đàm phán thất bại mà còn đắc tội với bên nhà họ Hùng. Không làm xong chuyện lớn thì cũng thôi đi, đến chuyện nhỏ nhặt như đi in vài bản tài liệu mà cũng làm không xong, tôi đánh cô là sai chắc. Nếu không muốn làm nữa thì tự động từ chức, biến luôn đi. Rõ ràng Vương Mộng đánh cô nhưng cô ta lại lôi một đống lý lẽ ra cho mình, liên tiếp vạch ra mấy điểm sai lầm của Tần Thanh Tâm. Rất nhiều người đứng hóng hớt, dù có người muốn đứng ra giúp cô cũng không dám, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Vương Mộng đang cố ý gây chuyện với cô. Đôi mắt Tần Thanh Tâm đỏ bừng, cảm thấy vô cùng tủi nhục và giận dữ, nhưng dù sao Vương Mộng cũng là lãnh đạo trực tiếp của cô,
tất cả chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của cô ta. In tất cả tài liệu ra thành 20 bản một mặt, nếu làm lỡ giờ tổ chức họp của lãnh đạo, dù cô không chủ động từ chức thì cũng chuẩn bị bị sa thải đi, Vương Mộng hung ác nạt nộ. Tần Thanh Tâm cắn môi đến đỏ ửng, chỉ đành phải làm theo lời Vương Mộng vừa nói. Chị Mộng, chị giỏi thật đó, chừng chị con ả hồ ly tinh kia vào khuôn phép ngay. Cô cũng không nhìn lại xem chị Mộng là ai cơ chứ, chị Mộng chính là giám đốc của phòng kinh doanh, thứ lẳng lơ kia ỷ mình có chút xinh đẹp, lại ảo tưởng bản thân tài giỏi hơn người, tôi á, đã ngứa mắt cô ta từ lâu rồi. Chị Mộng, đây là thỏi son Dior chính hãng do chồng em đi ra nước ngoài công tác mang về đấy, em cảm thấy thỏi son này rất hợp với chị luôn, em còn chưa bóc hộp ra đâu, em tặng chị luôn này. Tần Thanh Tâm vừa đi, lập tức có một nhóm các cô gái trẻ tuổi xông lên vây quanh Vương Mộng, có người nịnh hót, có người tặng quà, Vương Mộng vô cùng hài lòng với kết quả này. Không bao lâu, Tần Thanh Tâm đã in xong 20 bản tài liệu quay lại. Tôi đã in tất cả tài liệu một mặt theo yêu cầu của cô rồi, Tần Thanh Tâm ôm một núi tài liệu tiến lại gần Vương Mộng. Vương Mộng bỗng nhiên cười khẩy, cô có thể cầm nó đi chỗ khác được rồi. Ý của cô là gì, Tần Thanh Tâm nhíu mày. Vương Mộng bưng tách cà phê trên tay, cười híp mắt đáp lại, thì là nhìn cô cảm thấy ngứa mắt nên muốn đùa cô một chút thôi chứ sao, chơi xong rồi thì còn để cô lởn vởn trước mắt tôi làm gì. Bộp! Tần Thanh Tâm nổi giận bừng bừng. Một tay cô cầm đống tài liệu nện một cái thật mạnh lên bàn, cả giận chất vấn, giày vò tôi như vậy cô vui vẻ lắm sao? Cô còn dám đập bàn đập ghế với tôi đó hả? Không muốn đi làm nữa hay sao? Vương Mộng đanh mặt uy hiếp. Tần Thanh Tâm hít một hơi thật sâu, đanh mặt hỏi Vương Mộng, có phải cô tưởng bản thân là quản lý thì có thể hô mưa gọi gió trong công ty này không? Vào lúc này, Tần Thanh Tâm vô cùng khí thế, trong lòng Vương Mộng cũng không khỏi đánh thót một cái. Bỗng nhiên, cô ta cảm thấy như vị nữ chủ tịch xinh đẹp, quyết đoán kia đã trở lại rồi. Nhưng ý nghĩ đó chỉ vụt qua đầu cô ta trong tích tắc rồi lại lập tức biến mất. Vương Mộng thẹn quá hóa giận quát lên, đúng là vậy đấy, tôi có thể làm được quản lý phòng kinh doanh này đã chứng minh được bản thân tài giỏi ra sao rồi, chí ít là hơn gấp trăm gấp ngàn lần thứ đàn bà ti tiện như cô. Đừng cho là tôi không biết trong đầu cô nghĩ cái gì, cô muốn bắt đầu lại từ đầu. Sau đó từng bước một bò lên vị trí cao trong công ty. Nhưng tôi nói cho cô biết, Vương Mộng tôi còn ở đây thì cả đời này cô cũng đừng mong vượt qua tôi được, chỉ cần ngày nào cô còn là cấp dưới của tôi thì tôi sẽ dốc sức giày vò cô đến hết ngày ấy. Mặt Vương Mộng dữ tợn, điều này khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc trước khi cô còn là chủ tịch của tập đoàn, Vương Mộng chẳng qua chỉ là sinh viên mới ra trường đến để xin việc. Bởi vì hoàn cảnh của cô ta khó khăn, Tần Thanh Tâm thương cảm mới phá lệ giao cho cô ta chức thư ký riêng của mình, đến cả tiền lương, phụ cấp cũng gấp đôi so với những nhân viên thực tập bình thường. Nhưng mình đối xử tốt với cô ta hết lòng hết dạ, còn cô ta thì sao, vào lúc mình nghèo túng lại chà đạp mình như vậy. Sắc mặt Tần Thanh Tâm dần dần lạnh lùng, cô nhìn thật sâu vào Vương Mộng, hy vọng cô sẽ không hối hận. Tần Thanh Tâm dứt lời, lập tức quay người trở lại bàn làm việc của mình. Ra oai cái nỗi gì? Tưởng mình còn là chủ tịch như 5 năm trước hay sao, Vương Mộng bĩu môi, không biết vì sao lời nói vừa rồi của Tần Thanh Tâm khiến cô ta sinh ra một dự cảm không lành. Tần Thanh Tâm vừa rời đi, lại có một người phụ nữ trang điểm rất đậm đi vào, trong tay cô ta cầm một chiếc cờ lưu niệm hình tam giác màu đỏ, cười lớn thông báo, chúc mừng quản lý Vương, tháng này, tổng hợp các hạng mục của phòng kinh doanh đứng thứ nhất trong thi đua giữa các phòng ban của công ty, đồng thời còn thưởng riêng cho cá nhân cô 100.000. Thật sao, Vương Mộng lập tức vui mừng khôn xiết, tâm trạng bực bội vừa xuất hiện nhanh chóng được quét sạch ra khỏi đầu. Tất nhiên là thật rồi, đây là cờ lưu niệm, tiền thưởng sẽ gửi cho cô kèm tiền lương tháng này, cô gái trang điểm đậm nở nụ cười. Em cảm ơn chị Liễu, chờ đến khi có tiền lương, em khao chị một bữa no nê, Vương Mộng vui sướng nói. Thế thì chị chờ bữa cơm của cô đấy, cô gái đó nói xong liền đi khỏi phòng. Tin tức phòng kinh doanh đứng đầu trong cuộc thi đua tháng nhanh chóng lan ra khắp công ty, rất nhiều người đều đến chỗ Vương Mộng xun xoe. Chúc mừng quản lý Vương. Cái ghế phó giám đốc của phòng kinh doanh đang để trống, không chừng là cố ý dành ra để đợi quản lý Vương thăng chức đấy. Đến khi quản lý Vương lên làm phó giám đốc phòng kinh doanh thì cũng đừng quên đám bạn này nha. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều xoay quanh Vương Mộng nịnh nọt.
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, để cảm ơn mọi người vẫn luôn quan tâm tôi trong thời gian qua, tối nay xin được mời mọi người dùng bữa tại nhà hàng Bắc Viên Xuân. Vương Mộng bỗng nhiên cất cao giọng, mọi người lập tức vui sướng hoan hô, quản lý Vương muôn năm. Lúc này, khóe miệng Vương Mộng lại nhếch lên một nụ cười đùa cợt ác ý, cô ta nhìn về phía Tần Thanh Tâm, tất cả mọi người đều có thể đến Bắc Viên Xuân dùng bữa, nhưng trừ cô ta. Cho dù Vương Mộng có mời Tần Thanh Tâm thì cô cũng sẽ từ chối, thế nhưng Vương Mộng nói mời mọi người đi ăn trừ cô ra trước mặt tất cả mọi người thế này, đúng là sỉ nhục quá đáng. Đôi mắt Tần Thanh Tâm đỏ ửng, cô thất vọng nhìn lại Vương Mộng, vậy thì chúc cô có thể bày bàn tiệc này một cách thuận lợi. Không nhọc đến phiên cô quan tâm. Vương Mộng cất giọng châm chọc, cô vẫn nên về nhà sai thằng chồng vô dụng của cô nấu cơm cho ăn thôi. Ha ha, ha ha. Mọi người lập tức hùa theo Vương Mộng đồng loạt cười phá lên. Tần Thanh Tâm lạnh lùng liếc nhìn Vương Mộng, cô rút điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn. Dương Thanh đang ở tập đoàn Nhạn Thanh nghe Lạc Bân báo cáo công tác, bỗng nhiên một tiếng bíp vang lên, điện thoại của anh có tin nhắn tới. Anh mở máy ra nhìn, hóa ra là tin nhắn do Tần Thanh Tâm gửi đến, nội dung rất ngắn, chỉ có duy nhất một câu, em muốn làm tổng giám đốc. Khóe miệng Dương Thanh khẽ cong lên. Anh trả lời bằng một chữ duy nhất, được. Sau khi trả lời tin nhắn, Dương Thanh ngước lên nhìn Lạc Bân nói, ngay bây giờ hãy gửi một tài liệu khẩn với danh nghĩa của Tổng Công ty, chính thức bổ nhiệm Tần Thanh Tâm là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tam Hòa. Vâng, thưa Chủ tịch, trong lòng Lạc Bân vô cùng ngạc nhiên. Có thể ép cho cô ấy chủ động mở miệng xin tôi như thế này, chắc chắn đã phải chịu sự bất công và sỉ nhục cực lớn ở công ty, đi điều tra rõ ràng cho tôi. Dương Thanh chìm vào suy nghĩ, sau đó lại nói tiếp, nhất là người phụ nữ tên Vương Mộng kia, phải điều tra cô ta thật kỹ, nếu như không có vấn đề gì thì tìm lý do đuổi việc cô ta đi. Nếu phát hiện ra hành vi sai lầm gì thì không cần nhân nhượng, cứ giao hết tất cả chứng cứ đã tìm được cho cảnh sát điều tra. Tôi đã hiểu, tôi sẽ đích thân điều tra chuyện này, Lạc Bân nói xong lập tức rời đi. Vui quá hóa buồn. Lạc Bân làm việc rất nhanh nhạy. Chẳng mấy chốc đã điều tra rõ ràng hết mọi chuyện, hoàn thành nhiệm vụ được Dương Thanh giao cho. Người phụ nữ này đúng là ghê gớm thật, chỉ là một quản lý nhỏ của phòng kinh doanh thôi mà đã nhận hối lộ nhiều đến vậy, thậm chí còn bán cả tài liệu cơ mật của tập đoàn Tam Hòa. Dương Thanh ngồi sau bàn làm việc, trong tay là tập tài liệu ghi kết quả điều tra Lạc Bân đưa cho anh, nheo mắt, bằng những chứng cứ này hẳn đã đủ cho cô ta ngồi bóc lịch 10 năm rồi chứ. Chủ tịch. Hiện giờ ta giao chứng cứ này cho cảnh sát sao? Lạc Bân đứng trước bàn làm việc dè dặt hỏi. Dương Thanh tiện tay quăng tập tài liệu vào thùng rác, ông nói hôm nay cô ta mới nhận được tiền thưởng của công ty phải không? Hơn nữa tối nay còn định mời đồng nghiệp đi ăn, thậm chí còn sỉ nhục Tần Thanh Tâm ngay trước đám đông. Vậy ông nghĩ số chứng cứ này nên dùng như thế nào? Lạc Bân sững sờ một lát, sau đó lập tức hiểu được ẩn ý của Dương Thanh, tôi đã hiểu. Chủ tịch muốn nâng cô ta lên thật cao sau đó mới đạp cô ta ngã thật mạnh xuống đất. Dương Thanh khẽ nhếch khóe môi, đi đi. Tại tập đoàn Tam Hòa, Vương Mộng sướng rơn suốt cả ngày vì được nhận tiền thưởng của công ty. Những quản lý phòng ban khác cũng lũ lượt đến chúc mừng Vương Mộng, điều này khiến Vương Mộng có cảm giác mình sắp được thăng chức lên phó giám đốc đến nơi rồi. Sau khi Tần Thanh Tâm gửi tin nhắn cho Dương Thanh thì ra khỏi phòng. Cô giống như đã thay đổi thành một người khác vậy. Dẹp hết mọi công việc sang một bên, bắt đầu chuẩn bị công tác sau khi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Dù gì cô cũng là người sáng lập ra tập đoàn Tam Hòa, dù rằng sau đó công ty đã bị gia tộc cướp mất, nhưng cô đã làm việc tại công ty này rất nhiều năm, cô vẫn còn nắm rõ rất nhiều nghiệp vụ. Hôm nay cũng chỉ đưa ra một vài kế hoạch và sắp xếp sơ bộ, cô biết Dương Thanh chính là người đứng sau thu mua tập đoàn Tam Hòa, nên cô nắm chắc vị trí tổng giám đốc sẽ vào tay mình. Vốn dĩ ban đầu cô muốn dựa vào sự cố gắng của bản thân để bắt đầu lại từ tầng vị trí thấp nhất trong công ty. Cô tự tin mình có năng lực từng bước một đi lên đến vị trí tổng giám đốc, nhưng lại không ngờ con đường thăng chức của công ty lại lắt léo đến vậy. Giống như cô bây giờ, bởi vì Vương Mộng không ưa cô nên dù cô có liều mạng, cũng không có khả năng được thăng chức như quy định. Nếu đã như vậy, cô có năng lực làm tổng giám đốc thì sao phải bỏ lỡ nó? Sao không ngồi lên chức cao sau đó sửa lại các lỗ hổng trong công ty? Quản lý Vương đã nghe được tin này chưa? Tổng công ty đã bổ nhiệm chức tổng giám đốc cho tập đoàn Tam Hòa rồi, nói là trước khi tan tầm sẽ gửi văn bản chính thức xuống,
người phụ nữ trang điểm đậm mà sáng nay đến đưa cờ lưu niệm cho Vương Mộng lại chạy sang phòng làm việc của Vương Mộng tán phét. Vương Mộng giật mình, thật vậy à? Người phụ nữ trang điểm đậm gật đầu, vừa cười vừa nói, quản lý Vương số đỏ thật đấy. Tháng trước vừa đứng nhất trong đợt đánh giá của công ty, còn nhận được phần thưởng cá nhân trị giá 100.000 tệ, đang đứng trên đỉnh huy hoàng, lúc này lại có tổng giám đốc mới đến nhận chức, chắc chắc cô sẽ để lại ấn tượng tốt cho tổng giám đốc. Vương Mộng nghe thấy cô ta nói vậy cũng giật mình, siết chặt hai tay, nếu được tổng giám đốc trọng dụng thật thì tốt quá rồi. Chị tin cô, người phụ nữ nói xong liền lắc mông bỏ đi. Tin tức tổng giám đốc sẽ xuống nhận chức trước khi tan tầm nhanh chóng lan truyền ra toàn bộ công ty. Chuyện này khiến mọi người đều hưng phấn như chính bản thân được bổ nhiệm vào vị trí đó vậy. Duy chỉ có Tần Thanh Tâm vẫn bình tĩnh ngồi ở bàn làm việc của mình bận rộn với máy tính. Lúc này, Tần Thanh Tâm như đã tìm lại được nhiệt huyết khi sáng lập nên tập đoàn Tam Hòa năm đó, cô vùi đầu lập kế hoạch chỉnh sửa lại phương hướng phát triển công ty trong tương lai cũng như chuyện điều động nhân sự. Kinh nghiệm làm việc ở cấp bậc nhân viên trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ rất nhiều cho cô. Cô có niềm tin chắc chắn sau khi mình được bổ nhiệm sẽ đưa công ty bước lên một đỉnh cao huy hoàng mới. Cũng không biết con ả đê tiện kia mỗi ngày bận rộn những gì nữa, Vương Mộng nói xấu Tần Thanh Tâm với đồng nghiệp đứng bên cạnh. Thì cứ làm bừa vậy thôi. Từng làm chủ tịch của công ty, hôm nay lại biến thành nhân viên cấp thấp nhất, e rằng trong lòng cô ta không phục đâu. Đồng nghiệp liếc mắt sang chỗ Tần Thanh Tâm ra hiệu. Vương Mộng cười khẩy, đi, qua đó xem cô ta làm gì. Tần Thanh Tâm vừa sửa xong tài liệu thì thấy Vương Mộng đi đến chỗ mình. Tần Thanh Tâm, chắc cô cũng đã nghe đồn rồi nhỉ, Vương Mộng nheo mắt nói. Tần Thanh Tâm nhíu nhíu mày, nghe gì? Cô xem cô đấy, không biết cả ngày làm cái gì, ngay cả tin sắp có tổng giám đốc mới nhậm chức cũng chưa nghe nói sao, cô đồng nghiệp đứng cạnh Vương Mộng đá đều. Cho dù là biết, chắc cô ta cũng phải làm bộ không biết. Nếu phải chọn ra người buồn nhất sau khi nghe tin này thì chắc chắn là Tần Thanh Tâm rồi. Dù gì người ta cũng từng là chủ tịch của cả công ty cơ mà, Vương Mộng cười híp mắt nói. Đúng vậy, đột nhiên rơi từ chỗ cao nhất xuống chỗ thấp nhất đúng là chuyện đáng thương biết bao, nhỉ. Thật ra thì mấy chuyện này cũng không có gì to tát cả. Chuyện đáng buồn nhất là cô ta còn lấy phải một tên vô dụng. Còn có con với hắn ta nữa. Ấy thế mà sau khi có con, thằng vô dụng đó còn biến mất không thấy tăm tích luôn mới ghê. Ha ha, còn có việc này nữa hả? Thế mà tôi lại không biết đấy. Thấy Vương Mộng cứ một mực nhắm vào Tần Thanh Tâm, đồng nghiệp thuộc các phòng khác cũng qua góp lời, châm chọc Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn từng khuôn mặt tởm lợm đang vây quanh mình, vì nịnh nọt mà sẵn sàng chà đạp khác, đúng là lòng người đáng sợ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến giờ tan làm rồi nhưng văn bản nhậm chức của Tổng Giám Đốc mới vẫn chưa thấy đâu, chuyện này khiến nhân viên trong công ty cảm thấy khá là thất vọng. Sếp Tần. Lúc này Vương Mộng lại đứng ra, cô ta vừa cười vừa nói, tôi đã đặt được bàn ở nhà hàng Bắc Viên Xuân tối nay rồi, mọi người đều phải đến đấy. Quản lý Vương muôn năm, tất cả mọi người vui mừng hoan hô. Đúng lúc này. Một chiếc Audi A8 màu đen chậm rãi dừng bánh ngay trước cửa công ty, một người đàn ông mặc vest chỉnh chu vội vã bước xuống xe, trong tay ông ta còn cầm theo một túi tài liệu. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tam Hòa vội vàng tiến lên đón tiếp, thư ký Trần khỏe chứ? Thư ký Trần gật đầu, xin chào Phó Tổng Giám đốc Ngưu, vừa rồi tắc đường quá, không biết nhân viên còn ở công ty đủ chứ? Đủ cả, mời thư ký Trần vào trong, Phó Tổng Giám đốc Ngưu cung kính nói. Ông ta là phó tổng giám đốc, cũng biết được một ít tin tức mật của công ty, chỉ là không được bên trên đồng ý, ông ta không dám nói gì cả. Sếp Ngưu tới rồi, mọi người mau quay lại phòng làm việc đi. Vương Mộng vừa định dẫn đồng nghiệp ra về thì nhìn thấy phó tổng giám đốc Ngưu dẫn đường cho một người đàn ông trung niên, cô ta hoảng hốt nhanh chóng trốn vào phòng làm việc. Thông báo cho mọi người lập tức vào phòng họp lớn mở họp. Phó tổng giám đốc dặn dò thư ký đứng sau lưng mình. Sau đó dẫn thư ký Trần vào phòng họp trước. Người khiến Phó Tổng Giám đốc Ngưu phải khép nép như vậy chắc chắc là lãnh đạo cấp cao từ Tổng Công ty phái xuống, nhưng mà Tổng Giám đốc mới đâu, sao không thấy đến? Hay là xếp Ngưu lên ngồi ghế đấy? Chắc không phải đâu, nếu không thì đã có tin tuồn ra từ lâu rồi. Khi tất cả mọi người đang tò mò suy đoán, không ai chú ý đến việc Tần Thanh Tâm đã rời đi.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã tập trung đầy đủ trong phòng hội nghị lớn trên tầng cao nhất của công ty, thư ký Trần ngồi ghế chính giữa, phó tổng giám đốc Ngưu ngồi bên phải ông ta, vị trí bên trái của thư ký Trần còn để trống, trên bàn viết ba chữ tổng giám đốc thật to. Phó tổng giám đốc Ngưu chủ trì cuộc họp, sau khi trò chuyện đơn giản một hồi, ông ta mới trầm giọng nói, sau đây xin mời thư ký Trần lên tuyên bố quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc mới của chúng ta, mọi người hoan nghênh. Thư ký Trần cầm tờ giấy quyết định bổ nhiệm lên, trịnh trọng tuyên bố, để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh doanh mà Tam Hòa yêu cầu, sau khi có được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo công ty, quyết định bổ nhiệm bà Tần Thanh Tâm trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa, phụ trách các công tác hàng ngày của tập đoàn. Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực bắt đầu từ ngày ban hành quyết định. Sau đây, chúng ta xin mời sếp Tần lên đài phát biểu, mọi người vỗ tay. Lời phát biểu của thư ký Trần vừa dứt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, bởi vì cái tên Tần Thanh Tâm này bọn họ đã nghe quá nhiều rồi. Sao lại có chuyện này được? Tuyệt đối không thể, Vương Mộng hoảng hốt kêu lên. Chắc chắc chỉ do trùng tên mà thôi, đừng cuống lên thế, sếp Tần sẽ xuất hiện ngay thôi, người ngồi bên cạnh Vương Mộng an ủi cô ta. Tuy rằng ngoài miệng người đó nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rất bất an. Đúng vậy. Chắc chắn chỉ do trùng tên thôi, không thể nào là con ả thấp hèn đó được, Vương Mộng hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cửa phòng họp. Mọi người trong phòng nghe thấy một loạt âm thanh lộp cộp của giày cao gót dẫm lên sàn nhà đang tiến lại gần. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Tần Thanh Tâm mặc một bộ đồ vest chỉnh chu xuất hiện ở cửa, sau đó đi tới ngồi xuống ghế lãnh đạo. Trong đầu Vương Mộng như vừa diễn ra một trận nổ, chỉ chớp mắt thôi mà cô ta như mất hết sức lực. Thì thào, không thể nào. Chuyện này sao có thể xảy ra? Từ khi bước vào Tần Thanh Tâm không thèm liếc cô ta một cái nào, sau khi an vị trên ghế tổng giám đốc thì mới lên tiếng. Tinh thần hay vẻ ngoài của cô đều chuẩn không cần chỉnh, một vài nhân viên lâu năm của công ty tựa hồ lại thấy được thời đại huy hoàng của Tần Thanh Tâm đang bắt đầu. Có người vui vẻ, nhưng cũng có người khổ sở. Tan họp. Đến tận khi cuộc họp kết thúc, rất nhiều người vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Sếp Tần, xin chờ một chút, Vương Mộng vội vã đuổi theo. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Mộng với vẻ hóng hớt. Bọn họ đều biết rõ lúc trước cô ta đối xử với Tần Thanh Tâm như thế nào. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn Vương Mộng, cô có chuyện gì sao? Sếp Tần, là thế này, tối nay tôi định mời các đồng nghiệp đến dùng cơm ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, muốn mời sếp Tần đi cùng. Cũng xem như là mở tiệc chúc mừng cho sếp luôn, Vương Mộng cười ha ha nói. Giống như cô ta và Tần Thanh Tâm không hề có xích mích gì trước đó. Tần Thanh Tâm cười lạnh lùng, châm chọc cơm mà quản lý Vương mời đâu phải ai cũng có tư cách đến ăn đâu, tôi vẫn nên về ăn cơm do anh chồng vô dụng của tôi nấu thôi. Tần Thanh Tâm trả lại hết tất cả những lời châm chọc lúc trước của Vương Mộng cho cô ta. Cộp, cộp, cộp. Dứt lời, cô thong dong xoay người rời đi. Nụ cười trên khuôn mặt Vương Mộng còn khó coi hơn cả khóc. Nhưng cô ta vẫn tự ép mình phải giữ vững nụ cười trên môi, quay lại nhìn các đồng nghiệp sau lưng, gượng cười, đúng lúc đã đến giờ tan làm, tôi mời mọi người đến Bắc Viên Xuân ăn tối. Ngại quá, tôi chợt nhớ ra anh xã nhà tôi đang chờ tôi về, không đi được rồi. Bố mẹ tôi mới từ quê lên, tôi cũng không đi được. Tôi phải đi nhà trẻ đón con rồi, tôi cũng không đi đâu. Đám đồng nghiệp lúc chiều còn nhiệt tình muốn Vương Mộng mời cơm. Bây giờ lại tránh cô ta như tránh tà, không một ai muốn đi ăn cùng cô ta. Bỗng nhiên, một tràng tiếng còi xe cảnh sát dồn dập vang lên, một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước cửa công ty, hai anh cảnh sát xuống xe, sải bước đến trước mặt Vương Mộng. Một người rút ra thẻ cảnh sát của mình, sau đó rút ra một tờ lệnh bắt người, chúng tôi nhận được tố cáo cô với các tội danh đánh cắp thông tin cơ mật của tập đoàn Tam Hòa, bán đứng lợi ích công ty, nhận hối lộ, đây là lệnh bắt người của chúng tôi. Ông nội quá tàn nhẫn. Câu trèo cao ngã đau rất đúng với Vương Mộng. Tôi không vừa mắt con ả này từ lâu, ngày thường hung hăng phách lối. Giờ thì hay rồi, bị cảnh sát bắt đi. Không ngờ cô ả còn tham ô nhận hối lộ, đúng là sỉ nhục tập đoàn Tam Hòa. Muốn mời cơm sao, ai thèm. Mấy đồng nghiệp lúc trước nịnh nọt Vương Mộng giờ đây đều né tránh, nhất là khi cô ta bị cảnh sát bắt đi, bọn họ đều không ngừng chửi rủa. Tin tức Tần Thanh Tâm trở thành tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa đã truyền khắp Giang Hải. Lúc trước,
người thần bí mở tiệc dành chiêu đãi giới thượng lưu Giang Hải ở khách sạn Vườn Sao từng tuyên bố tập đoàn Nhạn Thanh sẽ hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Ngay trong buổi tiệc hôm đó đã có rất nhiều gia tộc chủ động muốn hợp tác với Tam Hòa. Hiện giờ danh tiếng của tập đoàn Tam Hòa đã vượt qua cả tập đoàn Nhạn Thanh. Nhà họ Tần là chủ cũ của Tam Hòa, nghe thấy tin này không khỏi khiếp sợ. Từ khi tập đoàn Tam Hòa tách khỏi nhà họ Tần, giá trị đã tăng gấp 10 lần. Bây giờ thấy Tần Thanh Tâm làm tổng giám đốc, rất nhiều người trong nhà họ Tần không cam tâm. Sao con khốn Tần Thanh Tâm này ngồi lên vị trí tổng giám đốc được thế, sao có thể? Có khi là dùng sắc đẹp dụ dỗ mới được một bước lên trời. Chẳng trách lúc cô ta đến tập đoàn Tần thì lại kiêu căng như vậy. Trong trang viên nhà họ Tần, một đám người ngồi trong phòng họp chờ cụ Tần đến. Tần Phi đeo sợi vải bố màu trắng trên cổ để giữ cánh tay đang bó bột. Lúc này anh ta không nói lời nào, đỏ mắt nhìn chằm chằm tay mình. Cụ Tần được Phương Duyệt dìu tới phòng họp, đám người vội vàng đứng dậy chào hỏi. Sau khi cụ Tần ngồi xuống, lão ta nhìn mọi người một lượt, nói, mọi người biết tin Tần Thanh Tâm được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa rồi chứ? Tất cả đều gật đầu. Tần Phi, cháu có gì muốn nói không? Cụ Tần bỗng nhìn sang Tần Phi đang cúi đầu không biết mày nghĩ gì. Khi Tần Phi ngẩng đầu, vẻ dữ tợn trên mặt đã biến mất, anh ta nói, sau khi tập đoàn Tam Hòa tách khỏi nhà họ Tần, tất cả nhân viên có quan hệ với chúng ta đều bị sa thải. Nhưng Tần Thanh Tâm lại thuận lợi vào đó làm việc, bây giờ lại làm tổng giám đốc, chuyện này chỉ có hai khả năng. Nói tiếp đi, cụ Tần gật đầu. Thứ nhất, vì năng lực của Tần Thanh Tâm, thứ hai, vì sắc đẹp của cô ta. Tần Phi chăm chú nhìn cụ Tần, nghiêm túc phân tích, nhưng cháu cảm thấy khả năng thứ hai càng dễ xảy ra hơn. Theo cháu được biết từ khi vào làm Tần Thanh Tâm luôn bị sếp chèn ép. Nghe nói trước ngày được bổ nhiệm, cô ta còn bị sếp tát. Tại sao lại đột ngột được bổ nhiệm làm tổng giám đốc? Khi cô ta còn ở nhà họ Tần, sếp lạc của tập đoàn Nhạn Thanh từng chủ động gửi hợp đồng cho chúng ta, còn nói là bị sự chân thành của Tần Thanh Tâm làm cảm động. Nực cười, sau đó ông nội giao việc hợp tác cho cháu, họ lại nói chúng ta vi phạm hợp đồng. Ai rảnh tới mức quy định người phụ trách hợp tác vào hợp đồng cơ chứ? Nếu cháu đoán không sai, khi đó ông lớn đứng sau tập đoàn Nhạn Thanh đã tìm Tần Thanh Tâm nhưng cô ta không chịu thuận theo. Đối phương tức giận mới tố cáo chúng ta vi phạm hợp đồng, ép nhượng lại tập đoàn Tam Hòa. Nhưng trong dạ tiệc tổ chức ở khách sạn Vườn Sao vào một tháng trước, tin tức công bố đầu tiên chính là tập đoàn Nhạn Thanh hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Nói đến đây chắc ông nội cũng đã hiểu rồi chứ. Cụ Tần không thể không thừa nhận thằng cháu trai này rất thông minh. Anh ta phân tích hoàn toàn hợp lý với thực tế. Cháu hiểu rồi, Tần Thanh Tâm bị chèn ép ở công ty đều là lệnh của lãnh đạo. Chị ta không chịu nổi nên mới chủ động thuận theo ông lớn của tập đoàn Nhạn Thanh. Với quyền lực của người đó, để Tần Thanh Tâm làm tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao, Phương Duyệt cũng tỉnh ngộ nói. Suy nghĩ dơ bẩn bao nhiêu thì hành động cũng dơ bẩn bấy nhiêu. Đây là sự miêu tả chân thực nhất về người nhà họ Tần. Những người khác nghe xong cũng thi nhau phụ họa. Cụ Tần gõ bàn ra hiệu cả phòng im lặng mới nghiêm túc nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, Tần Thanh Tâm cũng đã leo lên được vị trí tổng giám đốc. Nhưng nó là người nhà họ Tần, nhất định phải góp sức cho chúng ta. Người không biết xấu hổ đến ma quỷ cũng phải khiếp sợ. Lúc đầu chính lão ta đuổi Tần Thanh Tâm ra khỏi gia tộc. Bây giờ biết cô có ích với gia tộc lại thừa nhận cô là người nhà họ Tần. Tần Phi, ông giao cho cháu một nhiệm vụ. Bây giờ lập tức tới biệt thự nhà họ Tần tìm Tần Thanh Tâm bàn chuyện hợp tác, cụ Tần chợt ra lệnh. Tần Phi sững sờ, vội nói, ông nội, Tần Thanh Tâm có thành kiến rất lớn với cháu, sẽ không chịu nói chuyện với cháu đâu. Ông thử tìm người khác đi ạ. Cụ Tần cau mày, Tần Thanh Tâm đã là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa, có ông lớn của tập đoàn Nhạn Thanh làm chỗ dựa, chúng ta nhất định phải nghĩ cách khiến nó tha thứ. Lúc trước vì cháu ông mới đuổi cả nhà nó ra khỏi gia tộc. Chỉ có cháu mới có thể xin nó tha thứ được, hiểu chưa? Tần Phi vốn tưởng chỉ thuần túy bàn chuyện hợp tác, giờ đây mới biết cụ Tần muốn anh ta làm con tốt thí mạng, đổ hết tội lỗi khiến Tần Thanh Tâm bị đuổi khỏi gia tộc lên đầu anh ta. Tần Phi không cam tâm. Mấy ngày trước lúc Tần Thanh Tâm tới tập đoàn Tần Thị, anh ta còn cản trở đủ kiểu, còn bị Dương Thanh đánh gãy tay thêm lần nữa. Nếu thật sự đi cầu xin Tần Thanh Tâm, anh ta còn mặt mũi nào nữa?
với những gì anh ta từng làm với Tần Thanh Tâm, nếu cô trở về anh ta làm gì còn chỗ đứng trong gia tộc. Ông nội, cháu không làm được, Tần Phi cắn răng nói. Khốn kiếp! Cụ Tần đập bàn giận dữ nói, nếu lúc trước anh đối xử với Tần Thanh Tâm tốt hơn một chút thì làm gì tới mức này? Anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này cho ông. Dứt lời, lão ta giận đùng đùng rời đi. Đám người nhà họ Tần đưa mắt nhìn nhau. Cụ Tần đang muốn để Tần Thanh Tâm thế chỗ Tần Phi. Nếu cô trở về gia tộc, chắc chắn Tần Phi sẽ bị vứt bỏ. Tần Phi, ông cụ đã yêu cầu cậu làm nhiệm vụ này, chúng tôi cũng không thể làm gì. Tôi đi trước đây. Tần Phi, tương lai gia tộc đều dựa cả vào cậu. Cố lên! Tần Phi, tôi tin cậu có thể thuyết phục Tần Thanh Tâm trở về gia tộc. Đám họ hàng chỉ an ủi vài câu tượng trưng rồi ào ào rời đi. Cả phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Tần Phi và mẹ anh ta Lâm Tuyết Liên. Tần Phi, con đừng sợ. Con không xuống nước đi cầu xin con khốn kia được thì để mẹ đi thay con. Lâm Tuyết Liên thấy cảm xúc của anh ta bất ổn, vội nói. Tần Phi lắc đầu cười tự giễu, mẹ có hiểu ý của ông nội không? Ông nội muốn hy sinh con để đổi lấy Tần Thanh Tâm. Ông nội quá nhẫn tâm. Tần Phi, con còn nhớ lúc bố con qua đời đã nói gì với con không? Lâm Tuyết Liên chân thành nhìn Tần Phi, bố con nói, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng chuyện lớn. Nếu chỉ vì không chịu nổi một chút sỉ nhục thì sao có thể thừa kế được vị trí chủ gia tộc? Bây giờ nhà họ Tần chỉ còn một đứa cháu đích tôn là con. Chủ gia tộc tương lai chỉ có thể là con. Cho dù con nhẫn nhục cầu xin Tần Thanh Tâm, con khốn đó có đồng ý trở về gia tộc thì nó cũng không phải con cháu ruột thịt của nhà họ Tần. Ông nội chỉ muốn lợi dụng nó thôi, khi nó không còn giá trị chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Ánh mắt của Tần Phi sáng rực, bừng tỉnh nói, mẹ, con hiểu rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ không khiến mẹ thất vọng. Cho dù bị Tần Thanh đánh chửi, con cũng sẽ nhẫn nhịn. Cầu xin trở về. Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu trở về biệt thự nhà họ Tần. Cô đang định xuống xe thì anh cười nói, đợi anh lái xe vào sân đã. Hả? Tần Thanh Tâm chưa kịp phản ứng lại, Dương Thanh đã xuống xe mở cửa rồi lại lên xe. Anh đỗ xe vào trong sân trước ánh mắt kinh ngạc của Tần Thanh Tâm. Anh mau lái xe ra ngoài đi. Mẹ em mà biết không chỉ đuổi anh đi mà còn đập xe nữa đấy, Tần Thanh Tâm bối rối nói. Châu Ngọc Thúy là người nắm quyền trong nhà cô. Tần Thanh Tâm không biết sáng nay Dương Thanh đã thuyết phục được mẹ vợ, hơn nữa từ hôm nay anh sẽ vào sống ở đây. Tâm, ý của em là đuổi anh là chuyện nhỏ còn đập xe mới là chuyện lớn sao, Dương Thanh tỏ vẻ tủi thân nói. Tần Thanh Tâm bực bội nói nhảm, mẹ em vốn không chào đón anh, đuổi anh đi là bình thường. Nhưng nếu mẹ đập xe thì phải làm sao? Giá trị của chiếc xe này cũng phải từ 1 triệu trở lên đúng chứ? Sao chiếc xe này chỉ có giá từng đó cơ chứ? Mỗi chiếc xe mới ra mắt đều hơn 1 triệu tệ, huống chi chiếc xe này là mã siêu yêu cầu nhà sản xuất chế tạo theo hệ số an toàn cao nhất của quân đội. Tuy sáng nay mẹ em nói cho anh ở lại nhưng bà ấy thường sáng nắng chiều mưa, sẽ đổi ý đấy. Tần Thanh Tâm đang nói thì thấy Châu Ngọc Thúy đeo tạp dề bước ra, lập tức hoảng hốt, xong rồi. Mẹ em ra rồi. Cô vội vàng xuống xe định giải thích, Dương Thanh đã mang theo một bộ trang sức hòa ngọc duyên tươi cười đưa cho Châu Ngọc Thúy. Mẹ, lúc đi ngang qua cửa hàng trang sức, con thấy chiếc vòng ngọc hòa điền này rất hợp với khí chất của mẹ nên mua luôn. Mẹ xem có thích không? Buổi sáng vừa mới thu được 50.000 tiền mặt của Dương Thanh, đến chiều lại được tặng vòng ngọc đắt tiền, Châu Ngọc Thúy không khỏi kích động. Nhưng vì đã oán hận Dương Thanh quá lâu, bà ta không thể lập tức đối tốt với anh. Tuy nhiên, thái độ đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều. Châu Ngọc Thúy thuận tay nhận túi trang sức, lạnh nhạt nói coi như cậu còn chút lương tâm. Dứt lời, bà ta liền quay người vào nhà. Tần Thanh Tâm thấy vậy rất kinh ngạc. Dương Thanh phải nhắc cô, mau vào đi, lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu. Tần Thanh Tâm còn chưa động đậy, anh đã dắt Tiêu Tiêu đi vào. Anh ấy còn làm được vậy nữa sao? Tần Thanh Tâm lẩm bẩm một câu rồi theo anh vào nhà. Mẹ em đâu, cô nghi hoặc hỏi. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, chắc là đang xác nhận thật giả. Xác nhận thật giả, Tần Thanh Tâm nghi ngờ hỏi lại. Lúc này Châu Ngọc Thúy đang trốn trong phòng mình ngắm nghía vòng ngọc trên tay, càng nhìn càng thích, không phải là đồ giả đấy chứ. Bởi vì chiếc vòng này cực kỳ xinh đẹp, chất liệu tinh tế, đeo vào rất dễ chịu. Khi bà ta nhìn thấy giá tiền liền giật mình, trời ạ.
chiếc vòng này tận 300.000, chắc không phải đồ giả đâu nhỉ? Bà ta vội vàng kiểm tra theo cách thức ghi trên nhãn hiệu. 5 phút sau, Châu Ngọc Thúy cẩn thận cất chiếc vòng vào hộp, cất trong két sắt. Vừa đi ra cửa, bà ta lại trở về, không được, Đại Dũng biết mật mã. Mình phải đổi lại mật mã. Bà ta đổi mật mã xong mới yên tâm rời đi. Lo lắng Châu Ngọc Thúy bỗng dưng nổi giận, Tần Thanh Tâm liền kéo Dương Thanh vào phòng mình, để anh chơi với Tiêu Tiêu. Đây là lần đầu tiên anh chơi với Tiêu Tiêu ở nhà. Nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ ở trên tầng, Tần Thanh Tâm chợt cảm thấy ghen tị, lầm bầm nói, con nhóc này cười vui như vậy, chắc chắn đã quên mình rồi. Dương Thanh đâu? Châu Ngọc Thúy bê đồ ăn ra, không thấy Dương Thanh đâu, bà ta nghi ngờ hỏi Tần Thanh Tâm. Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của mẹ mình, anh ấy đang chơi với Tiêu Tiêu ở trên tầng. Thế thì mau gọi xuống ăn cơm đi, Châu Ngọc Thúy liếc nhìn cô. Từ lúc Dương Thanh lái xe vào trong sân, Tần Thanh Tâm đã đờ cả người ra. Hôm nay Châu Ngọc Thúy như biến thành một người khác, đến cả cô cũng thấy không quen. Đợi Dương Thanh xuống tầng, Châu Ngọc Thúy lại khôi phục thái độ lạnh lùng như trước, sau này nấu cơm xong tôi còn phải gọi cậu xuống ăn có phải không? Dương Thanh vội lắc đầu, cười nói, mẹ, con biết sai rồi. Lần sau con sẽ xuống sớm hơn. Nghe Châu Ngọc Thúy nói, Tần Thanh Tâm vẫn thấy bình thường. Nhưng câu trả lời của Dương Thanh khiến cô cảm thấy kỳ quái. Đầu tiên là Dương Thanh lái xe vào trong sân, sau đó Châu Ngọc Thúy bảo cô gọi anh xuống ăn cơm, còn cả cuộc nói chuyện vừa rồi đều chứng minh hai người như nước với lửa này đã thỏa thuận gì đó. Ngoài ra, sáng nay Châu Ngọc Thúy cũng đồng ý cho Dương Thanh sống ở đây. Chẳng lẽ mẹ cô thật sự không đổi ý? Là sao? Tần Thanh Tâm nhíu mày nhìn Dương Thanh. Trẻ con phải ăn nhiều rau xanh. Dương Thanh giả điếc gắp rau vào bát của Tiêu Tiêu, rồi lại gắp một miếng thịt vào bát của Tần Thanh Tâm, công việc của em bận rộn, ăn nhiều thịt nạc giúp tăng sức đề kháng. Con về rồi đây. Mọi người đang ăn cơm, Tần Y cũng về tới nhà. Cô ta chạy vọt vào trong, chưa kịp thay giày đã thấy một bóng người quen thuộc ngồi trên bàn ăn. Cô ta vô cùng kinh ngạc, không thay giày mà lập tức chạy tới xác nhận, anh rể, là anh thật sao? Dương Thanh mỉm cười với cô ta. Con nổi khùng gì đấy? Mau ngồi xuống ăn cơm đi, Châu Ngọc Thúy tức giận trừng mắt nhìn Tần Y. Châu Ngọc Thúy không cấm Tần Y gọi anh rể khiến cô ta càng thêm sửng sốt. Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tranh thủ lúc Châu Ngọc Thúy đi xới cơm, Tần Y nhỏ giọng hỏi. Tần Thanh Tâm lạnh mặt đáp, không biết. Rõ ràng còn đang tức giận vì Châu Ngọc Thúy và Dương Thanh có bí mật riêng. Tiêu Tiêu, vừa rồi cháu về có xảy ra chuyện gì không? Tần Y quay sang hỏi Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vừa ăn rau vừa mơ hồ đáp, không mà. Bố còn lên tầng chơi với cháu rất lâu. Có vẻ hơi sai sai, Tần Y hoài nghi. Đến khi Châu Ngọc Thúy đưa cơm mới chặn được miệng của cô ta. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh được ăn cơm Châu Ngọc Thúy nấu. Chỉ là vì bữa cơm này, anh đã tốn không ít công sức. Nếu tất cả đã ăn xong, bây giờ mẹ sẽ tuyên bố một việc. Châu Ngọc Thúy không thèm để ý tới Dương Thanh đang ăn bát thứ hai, tuyên bố, để Tiêu Tiêu có một gia đình hoàn chỉnh, từ hôm nay Dương Thanh sẽ sống ở đây. Cái gì? Tần Y đang uống nước suýt thì phun ra. Sáng nay Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đã biết trước nên không quá ngạc nhiên. Cô chỉ tò mò không biết Dương Thanh đã làm gì để Châu Ngọc Thúy cho anh sống ở đây. Đúng lúc này, ngoài cổng vang lên tiếng xe. Châu Ngọc Thúy lạnh nhạt nói, chắc là bố các con về rồi. Để con đi mở cửa, Dương Thanh nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Dương Thanh mở cửa nhìn thấy người quen. Anh ta đeo dây cố định cánh tay bó bột ở trên cổ, tay kia xách hộp quà. Dương Thanh, thấy người mở cửa là anh, Tần Phi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ tới mục đích tới đây, anh ta cố nhịn tất cả oán hận, lên tiếng hỏi, Thanh Tâm có nhà không? Có, Dương Thanh trả lời cụt ngùn. Thấy thái độ của Tần Phi, anh đã biết tại sao anh ta tới đây. Tôi vào gặp Thanh Tâm, Tần Phi định đi vào trong nhà. Hiện giờ cô ấy là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tam Hòa, công việc bận rộn, không phải ai cũng có tư cách gặp được đâu. Dương Thanh lạnh lùng đáp rồi dứt khoát đóng cửa lại. Mình từng nói sẽ có ngày bắt nhà họ Tần phải cầu xin Thanh Tâm trở về, Dương Thanh đóng cửa, híp mắt lại. Tần Phi quỳ xuống. Tần Phi đứng ngoài cửa, gương mặt dần méo mó. Khốn kiếp, một thằng vô dụng bị mọi người coi thường cũng dám ăn nói với tao như vậy, Tần Phi nghiến răng nghiến lợi,
Ai đấy? Thấy Dương Thanh trở về, Tần Thanh Tâm hỏi. Tần Phi, Dương Thanh thản nhiên đáp. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm ngạc nhiên hỏi, sao anh ta lại tới đây? Lúc trước em mang hợp đồng tới tìm cụ Tần, ông ta đã tự mình đuổi em đi, còn tưởng không cần em vẫn có thể hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Bây giờ em đã là tổng giám đốc, đương nhiên ông ta sợ chuyện hợp tác đổ bể nên bắt Tần Phi tới tìm em, Dương Thanh nói. Thanh Tâm, con trở thành tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa rồi sao? Châu Ngọc Thúy nghe Dương Thanh nói thì rất vui sướng. Tần Y cũng hớn hở nhìn Tần Thanh Tâm. Ánh mắt cô nhìn Dương Thanh trở nên phức tạp. Cô gật đầu với Châu Ngọc Thúy và Tần Y, vừa được bổ nhiệm trước khi tan làm. Sao con không nói sớm? Mẹ nấu thêm vài món để chúc mừng, Châu Ngọc Thúy kích động nói. Tần Y cười nói, chị, thế là tốt rồi. Mai em mời cả nhà ra ngoài ăn một bữa. Được, vậy mai cùng đi ăn, Tần Thanh Tâm cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô biết tất cả đều nhờ vào Dương Thanh, nhưng thân phận của anh đặc biệt nên không thể nói ra được. Cả nhà đang vui vẻ trò chuyện, điện thoại của Tần Thanh Tâm chợt reo lên. Cô xem số gọi đến, khẽ cau mày. Mau nghe đi, xem anh ta muốn nói gì, Dương Thanh nhìn ra được sự do dự của cô. Tần Thanh Tâm vừa nhận máy đã nghe thấy giọng của Tần Phi, Thanh Tâm, anh có việc gấp cần gặp em. Em ra mở cửa cho anh được không? Tần Thanh Tâm nhíu mày. Lạnh lùng nói, việc riêng nói qua điện thoại là được. Nếu là việc công thì đến công ty tìm tôi. Em ra mở cửa cho anh đi mà. Chúng ta gặp mặt rồi nói, thật sự rất gấp, giọng điệu của Tần Phi có vẻ gấp gáp. Tần Thanh Tâm không biết nên làm thế nào, đành cầu cứu nhìn Dương Thanh. Dương Thanh im lặng một lúc rồi gật đầu đi ra mở cửa. Được, Tần Thanh Tâm chỉ đáp lại một chữ liền cúp máy. Chẳng mấy chốc, Tần Phi đã đi vào theo Dương Thanh. Cả nhà Tần Thanh Tâm đều tỏ ra lạnh nhạt, không thèm đoái hoài đến anh ta. Tần Phi cầm hộp quà tới chỗ Châu Ngọc Thúy cười nói, thím hai, đây là đồ trang điểm hàng hiệu cháu nhờ bạn mua từ nước ngoài về để tặng thím. Xin thím hãy nhận cho. Châu Ngọc Thúy nghe thấy đồ trang điểm hàng hiệu ở nước ngoài thì lập tức giơ tay ra nhận, lạnh giọng hỏi, muộn thế này cậu còn tìm Thanh Tâm làm gì? Tần Phi thấy bà ta nhận quà, mừng thầm trong lòng. Vội nói, cháu có hai chuyện gấp cần tìm Thanh Tâm. Thứ nhất là chuyện vui, ông nội bảo cháu thay ông đến mời mọi người dọn về trang viên nhà họ Tần. Ông nội đã chuẩn bị sẵn một tòa biệt thự gấp đôi tòa biệt thự cũ hai tầng này. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, có thể vào ở luôn. Châu Ngọc Thúy lập tức vui vẻ hỏi, cậu nói thật sao? Bây giờ vào ở được luôn hả? Mẹ, Tần Thanh Tâm lạnh mặt nói, bây giờ chúng ta sống rất tốt, cũng có chỗ ở rồi. Đã bị đuổi ra khỏi gia tộc thì không cần trở về nữa. Nói chuyện thứ hai đi. Đối với Tần Phi, Tần Thanh Tâm có về hay không không liên quan đến anh ta. Quan trọng nhất là chuyện thứ hai. Anh ta vội nói, lúc trước tập đoàn Tam Hòa đã đồng ý hợp tác với nhà họ Tần nhưng bây giờ vẫn chưa ký kết. Em đã nhậm chức rồi thì có thể nhanh chóng ký hợp đồng được không? Giống hệt dự đoán của Dương Thanh, Tần Phi đến vì chuyện hợp tác. Còn mời Tần Thanh Tâm về gia tộc chắc là ý của cụ Tần. Với thân phận hiện giờ của cô, nếu cô trở về thì địa vị của nhà họ Tần cũng tăng lên theo. Dương Thanh không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát quyết định của Tần Thanh Tâm. Nếu không anh đã ngăn cô nghe máy từ lúc Tần Phi gọi tới rồi. Anh để cô gặp Tần Phi là vì muốn xem lựa chọn của cô. Lúc này, Châu Ngọc Thúy cũng nhanh trí chọn im lặng. Bà ta không ngốc. Cũng biết anh ta tới vì ý đồ riêng. Tần Thanh Tâm cười lạnh, người khác không biết lý do khiến chuyện hợp tác không thể tiến hành thì còn hiểu được, chẳng lẽ anh cũng không biết sao? Thanh Tâm, trước đây là anh sai, mắng chửi chèn ép em đủ điều, là anh khốn nạn. Sai chính là sai, anh sẽ không xin em tha thứ. Đầu tiên Tần Phi nói xin lỗi rồi tỏ vẻ chân thành, nhưng anh hy vọng em nể tình gia tộc mà tha cho nhà họ Tần một con đường sống. Em không tha thứ cho anh cũng không sao, em có thể bảo ông nội đuổi anh ra khỏi gia tộc, anh sẽ không oán hận, chỉ mong gia tộc bình an. Giọng điệu của Tần Phi rất chân thành, người nào không biết sẽ cảm động vì tưởng anh ta thật lòng. Nhưng Dương Thanh chỉ thờ ơ đứng nhìn. Tần Thanh Tâm do dự mím môi, vô thức nhìn Dương Thanh. Thấy anh không nhìn mình, rõ ràng muốn để cô tự mình xử lý. Đúng lúc này, hành động của Tần Phi khiến mọi người sững sờ. Bịch. Tần Phi quỳ xuống trước mặt Tần Thanh Tâm khiến mọi người kinh ngạc. Anh ta cúi đầu, hai mắt đỏ bừng,
mặt mày méo mó vì nhục nhã. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trên mặt anh ta chỉ còn sự thành khẩn, thanh tâm, anh biết sai rồi. Xin em cho nhà họ Tần một con đường sống. Chỉ cần nhà họ Tần ký được hợp đồng với tập đoàn Tam Hòa, em muốn anh thế nào cũng được. Anh làm gì vậy? Tần Thanh Tâm ngơ ngác hô lên, anh mau đứng dậy đi. Nếu em không đồng ý, anh sẽ quỳ mãi như vậy, ánh mắt Tần Phi vô cùng kiên định. Anh đứng dậy trước đã, nếu không tôi sẽ lập tức hủy hợp tác với nhà họ Tần, Tần Thanh Tâm cắn răng nói. Nghe cô nói vậy, Tần Phi mừng rỡ vội vàng đứng lên, kích động nói, Thanh Tâm, ý em là chỉ cần anh đứng lên em sẽ tiếp tục hợp tác với nhà họ Tần phải không? Anh về nói với ông nội, gia tộc lớn phải ra dáng gia tộc lớn, đừng trở mặt thêm một lần nào nữa. Nếu đã đuổi chúng tôi đi thì từ nay về sau, chúng tôi không còn quan hệ gì với nhà họ Tần nữa. Tần Thanh Tâm nhìn Tần Phi bằng ánh mắt phức tạp, đây là lần cuối cùng tôi giúp nhà họ Tần, còn về ơn dưỡng dục, tôi đã trả sạch từ lúc gia tộc chiếm tập đoàn Tam Hòa rồi. Nhiệm vụ chủ yếu của Tần Phi là giải quyết chuyện hợp tác, Tần Thanh Tâm không muốn trở về còn là chuyện tốt với anh ta. Anh ta vội đáp, em yên tâm, anh sẽ truyền đạt nguyên văn lời em nói cho ông nội. Em xin thay mặt nhà họ Tần chân thành cảm ơn em. Dứt lời, anh ta còn cúi đầu thật sâu với Tần Thanh Tâm rồi quay người rời đi. Giây phút Tần Phi quay người lại, không ai nhìn thấy gương mặt vặn vẹo vì giận dữ của anh ta. Dương Thanh híp mắt chờ Tần Phi rời khỏi mới thầm nói, tốt nhất đừng làm chuyện gì có lỗi với Thanh Tâm nữa. Nếu không, tôi sẽ cho cả nhà họ Tần các người chôn cùng. Bố vợ say rượu. Dương Thanh thấy rất lạ, từ khi anh đưa Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu về nhà, muộn thế này vẫn chưa thấy Tần Đại Dũng đâu. Vừa rồi khi Tần Phi gõ cửa, Châu Ngọc Thúy tưởng là Tần Đại Dũng còn xa sầm mặt. Lẽ nào hai vợ chồng họ đã xảy ra chuyện gì? Ba mẹ con không nói, anh cũng không tiện hỏi. Tần Phi vừa đi, Tần Thanh Tâm lo Châu Ngọc Thúy lại gây rắc rối cho Dương Thanh nên nháy mắt ra hiệu với anh đưa Tiêu Tiêu lên tầng trước đi. Dương Thanh mỉm cười, bế Tiêu Tiêu lên, con qua chơi với bố nào. Trước đây toàn là dì út chơi với mình, hôm nay lại đổi thành bố nên cô bé rất vui, ôm cổ Dương Thanh mừng rỡ kêu, cha. Cha, cha, ngựa bố chạy mau, Tần Thanh Tâm xúc động nhìn theo bóng lưng hai bố con. Khi còn bé, Tần Đại Dũng cũng chơi với mình như vậy, những nghĩ tới bây giờ, Tần Thanh Tâm không khỏi thở dài. Mẹ định để Dương Thanh ở lại thật à? Châu Ngọc Thúy đang xem mỹ phẩm do Tần Phi đưa tới. Bà ta nghe Tần Thanh Tâm nói vậy cũng không ngẩng đầu lên, vừa soạn đống mỹ phẩm vừa nói, chẳng lẽ trong lòng con, mẹ con lại không có chữ tín vậy à? Cậu ta đã ở lại đây, mẹ có thể đổi ý được sao? À, không ngờ là hàng chính hãng đấy. Bộ mỹ phẩm Chanel này có giá gần 6.000 đấy. Nhìn Châu Ngọc Thúy như vậy, Tần Thanh Tâm chẳng biết phải làm sao. Tần Y hình như rất vui khi Dương Thanh có thể ở đây, cười nói chị, chúc mừng chị. Cuối cùng cả nhà chị cũng có thể sống chung với nhau rồi. Ai cho phép chúng nó sống chung chứ? Châu Ngọc Thúy chợt ngẩng đầu lên, bất mãn nói một câu. Không chờ Tần Y hỏi gì, bà ta nói tiếp, mẹ dọn phòng chứa đồ rồi, cứ để Dương Thanh ở đó. Mẹ, nếu mẹ chấp nhận cho anh rể ở lại đây, chứng tỏ mẹ đã tha thứ cho anh ấy, để anh ấy ở cùng với chị rồi. Nói không chừng ngày nào đó anh chị ấy còn có thể cho mẹ một đứa cháu trai đấy, Tần Y bóp vai cho Châu Ngọc Thúy như muốn lấy lòng. Tần Thanh Tâm đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn cô ta, em đừng nói linh tinh. Châu Ngọc Thúy nghe Tần Y nói vậy cũng cuống lên, đứng phắt dậy, tức giận chỉ vào Tần Thanh Tâm nói, mẹ cảnh cáo con, nếu con dám để nó động vào con, mẹ sẽ từ con đấy. Tần Thanh Tâm nghẹn lời, Châu Ngọc Thúy nói trịnh trọng như vậy. Làm như cô thật sự muốn để cho Dương Thanh động vào không bằng. Tuy trong lòng cô đã có chút thiện cảm với Dương Thanh, nhưng hai người còn lâu mới đến mức đó. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, có người gõ cửa rầm rầm. Sắc mặt ba mẹ con trầm xuống. Bình thường, chỉ có Tần Đại Dũng về nhà muộn mới gõ theo nhịp như vậy. Mẹ, con ra mở cửa, Tần Thanh Tâm nói xong đi ra ngoài. Bố, sao bố lại uống say vậy, Tần Thanh Tâm mở cổng. Quả nhiên là Tần Đại Dũng. Cả người Tần Đại Dũng nồng nặc mùi rượu, tay còn cầm một chai rượu, lảo đảo đi vào. Tần Thanh Tâm khóa cổng xong, vội vàng đi tới đỡ Tần Đại Dũng. Đồ khốn, ngày nào ông cũng uống tới say khướt mới về, ông muốn giày vò tôi tới chết thì ông mới vừa lòng đúng không?
Châu Ngọc Thúy thấy chồng như vậy lại khóc, kiếp trước tôi gây nên tội tình gì mà gặp phải người chồng như ông chứ? Mẹ, bố uống say rồi, mẹ có nói gì bố cũng không nghe lọt tai đâu. Chờ mai bố tỉnh, chúng ta lại phê bình bố được không? Tần Y vội vàng kéo tay Châu Ngọc Thúy an ủi. Bố đừng uống nữa, lau rửa qua rồi mau đi ngủ thôi. Lúc này Tần Thanh Tâm bê một chậu nước ấm tới, cướp chai rượu trong tay Tần Đại Dũng. Đưa rượu cho bố, đưa rượu cho bố. Tần Đại Dũng giơ tay muốn cướp lại chai rượu. Y, em giúp chị, đừng để cho bố uống nữa. Tần Thanh Tâm vừa phải giữ Tần Đại Dũng còn đề phòng ông ta cướp chai rượu, cuống lên vội nhờ Tần Y giúp. Hai chị em vất vả lắm mới rửa tay và mặt cho Tần Đại Dũng xong. Nhưng tối nay ông ta rất khỏe, vẫn la hét đòi uống rượu. Tiêu Tiêu đang chơi vui vẻ với bố trên tầng, Tần Đại Dũng kêu la ầm ĩ dưới tầng làm cô bé sợ, vội vàng trốn vào lòng Dương Thanh. Thấy con gái cưng run rẩy, sắc mặt Dương Thanh lạnh dần. Tiêu Tiêu đừng sợ, có bố ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Dương Thanh ôm chặt Tiêu Tiêu, cố gắng nói thật dịu dàng. Bố sẽ không uống rượu mỗi ngày giống ông ngoại chứ? Tiêu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, có vẻ lo lắng. Dương Thanh vội vàng lắc đầu, cam đoan, Tiêu Tiêu yên tâm, bố tuyệt đối không giống ông ngoại đâu. Lúc này Tiêu Tiêu mới thoải mái hơn. Dương Thanh cũng không muốn Tiêu Tiêu bị ám ảnh, nói sang chuyện khác, Tiêu Tiêu, con có muốn sống trong căn nhà lớn không? Căn nhà lớn ạ, còn lớn hơn nhà của cụ sao ạ? Tiêu Tiêu chớp chớp mắt hỏi. Dương Thanh gật đầu, còn lớn hơn nhà của cụ nhiều. Ở đấy còn có phòng công chúa của con, trong phòng còn có rất nhiều đồ chơi. Con muốn gì, trong phòng đều có hết. Ánh mắt Tiêu Tiêu lộ rõ vẻ vui mừng và kích động, nhưng chẳng biết nghĩ tới chuyện gì lại chán nản lắc đầu. Dương Thanh nghi ngờ hỏi, con không thích ở trong nhà lớn như lâu đài à? Tiêu Tiêu nghiêm túc nhìn Dương Thanh, con thích lâu đài, cũng thích rất nhiều đồ chơi. Nhưng nhà lớn thế chắc chắn cần rất nhiều tiền. Con chẳng muốn mẹ phải cực khổ kiếm tiền như vậy đâu. Cô bé còn rất nhỏ lại hiểu chuyện như vậy khiến Dương Thanh đột nhiên thấy rất nặng nề, cũng rất áy náy. Tiêu Tiêu yên tâm, sau này bố sẽ lo hết mọi thứ cho mẹ con, Dương Thanh chỉnh trọng nói. Đúng lúc này, dưới tầng đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Á, đồ trời đánh, ông lại dám đánh tôi, tiếng gào khóc của Châu Ngọc Thúy vọng lên trên tầng. Tiêu Tiêu vừa bình tĩnh lại bỗng nhiên ôm chặt lấy Dương Thanh, bố, con sợ. Tiêu Tiêu không phải sợ, có bố ở đây rồi, Dương Thanh dịu dàng ôm con gái. Anh đột nhiên muốn bế con đi, nhưng anh biết, con gái là mạng sống của Tần Thanh Tâm, anh cũng không có tư cách làm vậy. Anh rể, anh mau xuống đây đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất, Tần Y đột nhiên lao vào phòng. Nếu không phải lo lắng Tiêu Tiêu ở một mình sẽ hoảng sợ, anh đã xuống từ lâu rồi. Em trông Tiêu Tiêu giúp anh, Dương Thanh đứng dậy lao ra khỏi phòng. Con đàn bà đê tiện này, mày suốt ngày chỉ giỏi gây sự thôi. Mày thật sự tưởng ông đây dễ bị bắt nạt à? Nếu không phải vì cái nhà này, ông đây đã sớm đạp mày ra ngoài rồi, bây giờ còn muốn nhốt ông đây sao? Cút cho tao, mắt Tần Đại Dũng đỏ ngầu, cho dù nói chuyện không rõ rành mạch lạc, nhưng mọi người vẫn có thể hiểu được lời ông ta. À, đồ trời đánh! Không ngờ ông lại nói tôi bắt nạt ông. Tần Đại Dũng, ông có lương tâm không hả? Năm đó là ai không chê ông, chịu lấy ông chứ? Sau khi tôi lấy ông, tôi đã được sống ngày nào tử tế chưa? Châu Ngọc Thúy cũng hét lên. Bố, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa, Tiêu Tiêu sẽ sợ đấy, Tần Thanh Tâm cầu xin. Cô rất mệt khi phải thuyết phục hai người. Cũng tại đồ đê tiện mày, nếu trước đây mày không lấy thằng vô dụng kia, thì sao chúng tao có thể bị gia tộc vứt bỏ hả? Sao công ty có thể bị gia tộc cướp mất? Tần Đại Dũng không chịu bỏ qua, bỗng nhiên mắng Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm kinh ngạc, nước mắt lưng tròng, bố, sao bố lại nói con thế? Con là con gái của bố mà. Mày câm miệng cho tao. Tần Đại Dũng nói xong tát mạnh về phía mặt Tần Thanh Tâm. Dương Thanh mới ra khỏi phòng đã nhìn thấy cảnh đó. Ánh mắt anh lạnh đi, anh vội lao nhanh tới. Lập tức chắn trước mặt Tần Thanh Tâm. Bộp, anh giữ chặt cổ tay Tần Đại Dũng, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, cho dù ông say cũng không thể đánh cô ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.